Do sơ sót từ tập 13 đến tập 17 bị mất quá nhiều đoạn, mình sẽ sửa lại, tạm ngưng đăng tiếp, mong các chiến hữu thông cảm. Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Tập 18. Bây giờ, linh khí trong cơ thể anh gần như khô kiệt, cần phải nhanh chóng bổ sung linh khí mới được. Còn di chứng của bí thuật huyết tế vẫn chưa có bộc phát ra, nhưng chắc hẳn cũng không chờ được đến trời sáng. Nếu như trong vòng 4, 5 tiếng đồng hồ mà không có uống khí huyết đan thì e rằng bản thân anh phải nghỉ ngơi một thời gian mới được, đây rõ ràng không phải là điều anh mong muốn. Sau khi về đến phòng, Tô Thương ngồi xếp bằng lại, nhưng khi anh vẫn chưa vận chuyển cửu u trấn ngục quyết, thì bên ngoài đã vọng tới giọng nói của Tiêu Đình. Đại thiếu gia, cậu có ở trong phòng không? Tiêu Đình thận trọng hỏi. Ừm. Tô Thương khẽ gật đầu. Sau đó nói, cửa không khóa, vào đi. Vâng. Tiêu Đình cũng kính trả lời, sau đó bước vào phòng, quỳ một chân xuống nói kính chào đại thiếu gia. Đứng dậy đi. Tô Thương phất phất tay, dò hỏi, Tiêu Đình, cha và ông nội tôi sao rồi? Thưa đại thiếu gia, ông chủ và ông nội cậu hoàn toàn không có vấn đề gì, bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi. Tiêu Đình nói tiếp, nhưng... Nhà họ Tô lúc nãy đột nhiên bộc phát chân khí dữ dội làm kinh động đến ông chủ và ông nội cậu, bọn họ vô cùng lo lắng, kêu tôi ra xem chuyện gì xảy ra. Nói đến đây, Tiêu Đình kính sợ nhìn Tô Thương, không nhịn được hỏi, đại thiếu gia, tên cao thủ ngấp nghé nhà họ Tô đi rồi sao? Đi. Tô Thương khẽ cười nói, đến địa bàn của tôi rồi, há có thể để ông ta muốn đi là đi, người đã bị tôi giết chết rồi. Đại thiếu gia mạnh mẽ vô địch. Tiêu Đình hưng phấn nịnh nọt, sau đó lại dò hỏi, đại thiếu gia, tôi nên trả lời với ông chủ và ông nội cậu như thế nào, kể cho bọn họ biết cậu là cao thủ siêu cấp cường mạnh nhé. Cũng được. Tô Thương gật đầu, nhưng một giây sau lại thay đổi nói, thôi bỏ đi, hoãn lại đi, tôi và cha cùng với ông nội còn có hẹn ước 7 ngày kia, nhầm tính thì cũng đã đến rồi, đợi tôi làm rõ chuyện năm đó rồi chính miệng tôi nói cho họ biết vậy. Vâng. Tiêu Đình đáp lại, rồi cười khổ nói, chuyện tối nay, tôi làm sao giải thích với ông chủ và ông nội cậu đây? Đơn giản thôi. Tô Thương khẽ cười nói, cậu cứ nói với bọn họ là người của vùng đất tế trời tới gây phiền phức cho nhà họ Tô, nhưng đã bị cao thủ Dược Phương Điện xử lý rồi. Dược Phương Điện. Trong lòng Tiêu Đình giật mình một cái. Đương nhiên là anh ấy biết Dược Phương Điện nhưng anh ấy không biết mối quan hệ giữa Tô Thương và Dược Phương Điện, thế là lại nói, đại thiếu gia, nếu như ông chủ và ông nội cậu lại hỏi tại sao Dược Phương Điện lại ra tay cứu nhà họ Tô thì tôi nên trả lời làm sao? Anh cứ nói là, tôi được Dược Phương Điện nhìn chúng, bây giờ đang là thiên tài trọng điểm do Dược Phương Điện bồi dưỡng. Tô Thương thản nhiên nói, còn mấy chuyện khác, cũng đừng nói nhiều, tôi sẽ tự mình giải thích với bọn họ. Được rồi, cậu mau đi xuống mật thất đi, trấn an cha và ông nội tôi, nhà họ Tô có tôi ở đây, thì bọn họ đừng có lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nhà họ Tô. Tô Thương nghiêm túc nói. Vâng. Tiêu Đình khoanh tay cúi người, rồi từ từ lui ra khỏi phòng. Sau khi anh ấy đi, Tô Thương liền dùng chút linh khí còn sót lại trong cơ thể bố trí trận pháp. Trận pháp này, không có năng lực phòng ngự gì. Chỉ có tác dụng báo hiệu mà thôi, một khi có người tiến lại gần thì anh có thể phát hiện ra ngay trong thời khắc đầu tiên. Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, Tô Thương lấy từ trong vòng tay chứa đổ ra 50 viên đá năng lượng, hai mắt khép hờ, bắt đầu hấp thụ linh khí bên trong đá năng lượng. Chớp mắt, 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Bây giờ đã là rạng sáng, nhưng bên ngoài vẫn một màu đen kịt. Trong căn phòng, 48 viên đá năng lượng đã hóa thành cho bụi, linh khí trong cơ thể Tô Thương cũng xem như đã hồi phục được đến trạng thái đỉnh phong rồi. Giờ này phút này, trạng thái huyết tế vẫn chưa biến mất, linh khí trong cơ thể Tô Thương đã dồi dào trở lại, anh đang ở trạng thái mạnh mẽ nhất. Nhưng trạng thái này sẽ nhanh chóng tiêu tan, chỉ cần bí thuật huyết tế phản phệ thì trong nháy mắt anh sẽ lại yếu ớt ngay. Trương Trọng Ngu vẫn chưa trở lại. Cũng không biết Hoa Thời mà có thu thập được các dược liệu để luyện chế khí huyết đan không nữa. Bây giờ có hối thúc thì cũng không có ý nghĩa gì, cho nên Tô Thương cũng không gọi điện cho Hoa Thời Mạc nữa, mà anh suy nghĩ một lúc,
quan sát con Teddy ở trong vòng tay chứa đồ, dự định đánh thức Thục Phân dậy, làm người bảo vệ cho mình. Thục Phân vẫn đang ngủ say, yêu khí trên người nó càng ngày càng mạnh rồi, linh khí trong cơ thể cũng cuồn cuộn. Nó vậy mà đã đạt đến luyện khí tầng 9 rồi. Tô Thương thấy vậy, không khỏi cười khổ nói, mẹ nó chứ, người so với người còn tức chết, không đúng, là người so với chó, đúng là tức chết người mà. Mình tu luyện trước, đã vậy còn mượn dùng linh hồn của tiên đế, bây giờ cũng mới đạt đến luyện khí tầng 8, nhưng cái con chó này, chỉ ăn mỗi tinh huyết vậy mà đã luyện được tầng 9 rồi. Tô Thương quan sát kỹ càng Thục Phân đang ngủ say, hâm mộ nói, nhìn bộ dáng nó như vậy, chắc là nhờ vào tinh huyết của Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phục Thịnh dường như đã có thể đột phá, khốn nạn thiệt chứ, nó đây là muốn trực tiếp tạo dựng được nền tảng luôn rồi, thật ngưỡng mộ và ghen tị quá đi mà. Mặc dù Tô Thương nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng anh thì vẫn luôn hy vọng Thục Phân càng mạnh càng tốt. Dù sao thì Thục Phân cũng là linh thú của mình, cũng đã trói chặt với nhau bằng khế ước chủ tớ. Thục Phân đột phá lên nền tảng thành công thì cũng coi như là một trợ thủ cực kỳ mạnh của mình. Nền tảng, nền tảng. Thục Phân từng nói, sau khi nó đạt được nền tảng thì có thể biến hình, con Teddy nhỏ như vậy, không biết sẽ biến thành bộ dạng như thế nào, một cô bé tóc xoăn sao. Thôi bỏ đi, không nghĩ tới nó nữa. Bây giờ mình đang là luyện khí tầng 8, có thể trấn áp được Thiên Tông sơ kỳ, thi triển chìa khóa Đông Phủ, thì cũng có thể giết được Thiên Tông trung kỳ, còn nếu như khởi động huyết tế cùng với chìa khóa Đông Phủ thì đủ để giết chết Thiên Tông hậu kỳ. Tô Thương lẩm bẩm nói, dựa vào suy đoán của mình thì người tu chân ở cảnh giới nền tảng chắc hẳn có thể quét sạch Thiên Tông, thậm chí có thể so được với lại cường giả Thần Tông nữa. Cũng không biết trong giới luyện võ cổ giả này, có Thần Tông không? Và có bao nhiêu thần tông nữa chứ? Tô Thương nhớ tới Trương Trọng Ngu, liền suy đoán, trụ cột của Dược Vương Điện là Trương Trọng Ngu, mình không thể cảm nhận được khí tức của ông ta, chắc hẳn ông ta cũng sắp đạt tới cảnh giới thần tông rồi, chí ít cũng là bán thần tông. Nếu như Thục Phân có thể đột phá nền tảng thì mình lại có thêm một người bảo vệ mạnh mẽ, sau này khi đi tham dự đại hội võ thuật trăm môn phái thì trong lòng cũng vững tâm hơn. Nghĩ tới đây, Tô Thương cũng không muốn làm phiền Thục Phân nữa, để nó tiếp tục hấp thụ tinh huyết của Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phục Thịnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng lúc đó, Tô Thương đột nhiên cảm giác được Trương Trọng Ngu đến rồi, trên người còn mang theo một cái túi, đang di chuyển về phòng mình. Thế là, Tô Thương liền hóa giải trận pháp, đồng thời phất tay một cái, cửa phòng tự động mở ra. Điện chủ. Bóng dáng Trương Trọng Ngu thấp thoáng, khi về đến phòng, ông ta đặt cái túi xuống, cung kính nói, thực xin lỗi, tôi đến muộn rồi, sau khi tôi trở về Sơn Trang Y Vân, thì Hoa Thời Mạc vẫn còn thu thập thiếu một dược liệu nữa mới đủ, dược liệu đó chỉ có nơi sâu thẳm của mây và sương mù, cho nên tôi đã đi suốt đêm tới chỗ sâu thẳm của mây và sương mù để tìm, cũng xem như may mắn thu thập được tất cả dược liệu rồi. Tô Thương nhìn lên người của Trương Trọng Ngu, phát hiện ra chân khí trong cơ thể của Trương Trọng Ngu đã tiêu hao đi rất nhiều, ắt hẳn là ông ta đã sử dụng chân khí để bôn ba đường dài tìm kiếm, trong lòng anh có chút cảm động, bèn nói, vất vả cho ông rồi. Điện chủ khách sáo rồi. Trương Trọng Ngu được sủng ái mà lo sợ, sau đó hiếu kỳ nói, điện chủ, cậu cần những dược liệu này để làm gì, tôi thấy những dược liệu này đều dùng để bổ khí huyết. Khí huyết trong cơ thể cậu bị hao hụt, lẽ nào muốn dùng những dược liệu này để bổ trợ vào sao? Tô Thương gật đầu, hoàn toàn không có phủ nhận. Điện chủ, tuyệt đối không thể được. Trương Trọng Ngu vội vàng nói, chính bởi vì cái gọi là cơ thể đang yếu ớt không chịu được thuốc quá bổ, mà trong các dược liệu này có một loại là vật vô cùng bổ, tình trạng cơ thể của cậu bây giờ căn bản không chịu nổi được. Hơn nữa, thuốc có ba phần là độc. Dược liệu bồi bổ khí huyết chỉ thích hợp để dùng từ từ, không thể nóng vội được, nếu không sẽ bị phản tác dụng, nguy hiểm đến tính mạng đó. Trương Trọng Ngu lo lắng nhắc nhở. Ai nói tôi cần uống những dược liệu này chứ? Tô Thương khẽ cười nói, tôi chuẩn bị đem chúng luyện chế thành đan dược, yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực. Chuyện này. Trương Trọng Ngu nghe vậy thì không khuyên can nữa, mà kính sợ nói, điện chủ, vậy cậu luyện chế đi. Tôi ở bên ngoài trấn thủ thay cho cậu,
không cho ai làm phiền cậu. Tốt. Tô Thương gật đầu. Sau đó, Trương Trọng Ngu liền đi ra khỏi phòng, ra đến bên ngoài, hai mắt ông ta khép hờ lại, giống như là một vị môn thần. Vị thần giữ cửa tranh hộ pháp dán trên cánh cửa. Tiếp theo đó, Tô Thương cũng cô trần trừ, đổ hết đống dược liệu trong túi ra, bắt đầu luyện chế khí huyết đan. Chấm chấm chấm. Lúc này, ở bên ngoài trang viên nhà họ Tô, trong bóng tối, có một thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi đang quan sát động tĩnh của trang viên. Người này khuôn mặt trắng trẻo, mặc một bộ đồ cổ trang, đó chính là tên người làm bên cạnh Sở Phục Thịnh, Lâm Nguyên. Khi Sở Phục Thịnh đi vào trang viên nhà họ Tô, thì kêu cậu ta ở lại bên ngoài, từ đó đến bây giờ cậu ta cũng chưa hề đi đâu xa. Nhưng điều quỷ dị chính là bất kể là Tô Thương, Trương Trọng Ngu hay là sơn chủ của Thái Sơn cũng không hề phát hiện ra được sự tồn tại của cậu ta. Thú vị! Một thanh niên thật là thú vị mà! Lúc này, trên khuôn mặt của tên người làm trắng trẻo hoàn toàn không còn là vẻ ngây ngô như trẻ con khi còn ở bên cạnh Sở Phục Thịnh nữa. Khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm thúy, khiến người ta không nhìn thấu được. Tô Thương, Tô Huyền Thiên! Ha ha! Đây chính là hậu nhân của nhà họ Tô ở Côn Luân sao, quả nhiên rất là thú vị mà. Tên người làm trắng trẻo chỉ mới 13, 14 tuổi, vốn dĩ vô cùng non nớt, nhưng bây giờ, giọng nói của cậu ta lại già nua lạ thường, giống như là của một ông lão trên 80 tuổi vậy. Giờ phút này, thư đồng Lâm Uyên trắng nõn nhìn vào trang viên nhà họ Tô, nói đầy ẩn ý, hơn 20 năm trước, nhà họ Tô ở Côn Luân Tô Thần Binh. Từng xuất thế tham gia hội võ Bách Tông, là thiên kiêu giới luyện võ, thế nhưng không một ai có thể chống lại ông ta, cuối cùng đoạt lấy hạng nhất. Hiện giờ, nhà họ Tô ở Côn Luân lại muốn xuất thế sao, ha ha, hội võ Bách Tông những năm trước đều nhạt nhẽo nhàm chán, đần độn vô vị, lần này cuối cùng cũng có chút thú vị. Thư đồng Lâm Uyên trắng nõn cười nói, mình tu luyện võ công kỳ lạ, 30 năm luân hồi một lần, cơ thể sẽ trở lại trạng thái như 5 tuổi. Sức mạnh kinh thiên động địa cũng sẽ bị phong ấn theo sự tăng lên của tuổi tác, phong ấn cũng dần dần được giải, 15 tuổi là có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Mà Sở Phục Thịnh không có đối thủ trên thế giới. Mình hạ mình trở thành thư đồng của ông ta vẫn tưởng rằng có thể thuận lợi vượt qua 10 năm, nhưng không ngờ rằng sẽ có rắc rối vào năm thứ 9. Khóe miệng thư đồng Lâm Uyên trắng nõn nhếch lên nói, nhưng không thành vấn đề, hiện tại phong ấn đã giải trừ 9 tầng. Mặc dù không thể chống lại Thạch Hạo Hãn nhưng trong giới luyện võ cũng không có ai có thể làm mình bị thương. Sở Phục Thịnh với mình mà nói đã mất tác dụng, đã chết thì đã chết, chẳng qua nhà họ Tô ở Côn Luân lại là một phiền toái lớn. Tô Thương, trên người anh ta có rất nhiều bí mật, tiêu hao khí huyết để nâng cao thực lực, thao túng chí bảo giết chết Thiên Tông hậu kỳ, năng lượng trong cơ thể dường như cũng không phải là chân khí. Càng kỳ lạ hơn chính là... Linh khí trong cơ thể anh ta vốn đã cạn kiệt, nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục đến đỉnh. Thư đồng trắng nõn nghiền ngẫm cười cười, lẩm bẩm nói, đây là thủ đoạn của nhà họ Tô ở Côn Luân sao, quả nhiên thần bí khó lường, chẳng trách thiên hạ toàn gọi nhà họ Tô ở Côn Luân là Côn Luân tiên gia, nghi ngờ nhà họ Tô nắm giữ phương pháp tu luyện thượng cổ luyện sĩ khí, công kích tập thể, cuối cùng hủy diệt nhà họ Tô ở Côn Luân. Trận chiến năm ấy. Mình cũng may mắn được tham gia, nhưng cuối cùng không ai có được bất kỳ phương pháp tu luyện liên quan đến thượng cổ luyện sĩ khí. Hơn 20 năm trước, Tô Thần Binh cao điệu tái nhận chức, chắc đã chuẩn bị sẵn sàng để tìm các tông phái lớn báo thù. Đáng tiếc, dù sao cũng là người trẻ tuổi, thực lực mạnh mẽ thì có tác dụng gì, không phải vẫn bị ám sát sao? Tư đồng trắng nõn cười nhẹ lẩm bẩm nói, thượng cổ luyện khí, có thể thay thế linh khí bằng chân khí. Cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng dài, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Mình cũng muốn trường sinh bất lão. Tô Thương này có lẽ là một điểm đột phá, ha ha, nhà họ Tô ở Côn Luân, tôi nhất định phải có được phương pháp tu luyện của các người, nhìn xem đến tột cùng có phải là thủ đoạn của tiên gia các người không. Nói xong, bóng dáng của thư đồng trắng nõn biến mất, cả người từ đầu đến cuối đều như không khí, không ai nhận ra sự tồn tại của ông ta. Chấm chấm chấm. Bất chi bất giác, trời đã sáng. Trang viên nhà họ Tô, trong phòng. Sau nửa đêm,
Tô Thương đã thành công luyện chế ra khí huyết đan, hơn nữa còn ăn vào. Sau vài giờ điều trị, khí huyết trong cơ thể anh cuối cùng cũng khôi phục như lúc ban đầu. Bí thuật huyết tế phản vệ đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như thế, Tô Thương dùng 1,200 viên đá năng lượng, cộng thêm dược tính còn sót lại của Đại Tuyết Liên 5.000 năm, rốt cục bước vào luyện khí tầng 9. Luyện khí tầng 9, ha ha, bây giờ cảnh giới của mình đã bằng với Thục Phân. Tô Thương kết thúc trạng thái tu luyện, khóe miệng nở nụ cười, sau đó sửa miệng nói, không đúng, so sánh mình với một con chó thì có gì thú vị, làm như kiểu mình hâm mộ nó vậy. Luyện khí tầng 9. Hiện giờ Tô Thương đối phó Thiên Tông hậu kỳ sẽ không còn phiền phức như trước. Tô Thương tự tin ngay cả khi không sử dụng chìa khóa của Đông Phủ, không mở bí thuật huyết tế ra vẫn có thể giết người luyện võ có cảnh giới như Sở Phục Thịnh. Không biết với sức chiến đấu của mình có thể chống lại Trương Trọng Ngu không? Tô Thương cười nhẹ nói, dưới tình huống không sử dụng con át chủ bài, e rằng không phải là đối thủ của ông ta, nhưng nếu mở huyết tế ra, cộng với chìa khóa của Đông Phủ vậy thì nói không chừng. Lần này mình dùng những dược liệu đó luyện chế ra 3 viên khí huyết đan, ăn 1 viên, còn dư lại 2 viên. Tô Thương nói tiếp, lần sau gặp phải phiền toái, không còn phải lo lắng sẽ bị phản vệ khi dùng bí thuật huyết tế. Chỉ cần mình ăn trước rồi mới bắt đầu huyết tế, cùng khí huyết đan triệt tiêu lẫn nhau, thì sẽ giống như sử dụng một bí thuật thông thường. Thời gian 7 ngày sắp đến rồi, mình nên đi tìm cha để tìm hiểu năm đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, Tô Thương đứng dậy đi ra khỏi phòng. Điện chủ. Trương Trọng Ngu canh giữ ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy Tô Thương lập tức cung kính chào hỏi, nhưng ông ta quay lại ngạc nhiên nói, điện chủ, khí huyết của ngài, đã khôi phục rồi. Tô Thương gật đầu nói, đã khôi phục như lúc ban đầu. Điều này, thật không thể tin được. Vẻ mặt Trương Trọng Ngu đầy kinh ngạc nói, điện chủ. Ngài có thể nói cho thuộc hạ ngài đang luyện chế loại đan dược nào không? Chính là loại này, Tô Thương cười cười, sau đó lấy ra một viên khí huyết đan từ trong vòng lưu trữ, nói, đan dược bình thường, không có gì đặc biệt. Viên này là đan dược cổ, ánh mắt Trương Trọng Ngu lập tức bị khí huyết đan hấp dẫn, sau khi nhìn kỹ vài giây, đột nhiên kinh ngạc nói thêm, thật sự là đan dược cổ. Đây chính là đan dược cổ mà chỉ có thượng cổ luyện sĩ khí mới có thể luyện chế ra. Điện chủ, đan dược này thực sự là do ngài tự luyện chế ra sao? Trương Trọng Ngu không nhịn được hỏi. Tô Thương gật nhẹ đầu không phủ nhận. Không thể tin được, Trương Trọng Ngu cực kỳ khiếp sợ, nhìn Tô Thương giống như nhìn một miếng ngọc thô, kích động nói, điện chủ, ngài vậy mà lại có loại thủ đoạn này, luyện chế được đan dược cổ. Quá thần kỳ, trời muốn phục hưng dược vương điện chúng ta. Tô Thương thu hồi khí huyết đan, sau đó bắt gặp ánh mắt của Trương Trọng Ngu, nghi hoặc nói, tại sao ông lại quan tâm đến thứ gọi là đan dược cổ này, đan dược cổ có sự khác biệt với đan dược mà các ông luyện chế sao? Khác nhau lớn. Trương Trọng Ngu hưng phấn giải thích nói, cái được gọi là đan dược cổ, ẩn chứa một năng lượng đặc thù, có công hiệu thần kỳ. Vào thời tiền tần. Trong số những luyện khí sĩ đó, có luyện đan sư chuyên môn luyện chế đan dược, bây giờ thường được gọi là đan dược cổ. Công hiệu của đan dược cổ thần kỳ diệu đến mức có thể hồi sinh người chết, mọc xương cốt, thậm chí có một số đan dược cổ có thể nâng cao thực lực một cách đáng kể, thay đổi thiên phú võ đạo, khiến kẻ ngu ngốc trở thành thiên tài tuyệt đỉnh. Ngoài ra còn có một loại đan dược cổ có thể tăng tuổi thọ, nghịch thiên sửa mệnh, nghe nói thậm chí có thể trường sinh bất lão. Vẻ mặt Trương Trọng Ngu đầy nghiêm túc, nói tiếp, kể từ khi thượng cổ luyện sĩ khi biến mất, phương pháp luyện chế đan dược cổ đã thất truyền, hiện giờ trên thế giới chỉ có rất ít đan dược cổ còn sót lại. Y giả đời sau luyện chế? Không đúng, chúng ta hẳn là không thuộc về luyện chế, dùng chế tác thì thích hợp hơn. Trương Trọng Ngu tiếp tục nói, y giả chúng ta chỉ là lấy các loại dược liệu, dựa theo tỷ lệ nhất định, căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân, đập vỡ, nhào nặn. Trải qua nướng và phơi nắng bảo chế thành các viên thuốc. Tôi nghe nói đan dược cổ là phải lấy năng lượng đặc thù để rèn luyện như thế mới có thể thành đan. Trương Trọng Ngu cười khổ nói, tổ tiên của tôi, y thánh Trương Trọng Cảnh cùng với dược vương Tôn Tư Mạc cùng cực cả đời đều nghiên cứu đan dược cổ, đáng tiếc không qua được cửa này, đến chết cũng không thành công, mang theo tiếc nuối mà qua đời.
thì ra là thế. Tô Thường gật đầu cười nhẹ, Trương Trọng Ngu, ông muốn trở thành luyện đan sư, luyện chế đan dược cổ sao? Muốn. Hai mắt Trương Trọng Ngu lập tức bốc hỏa, ông ta kích động nhìn về phía Tô Thương, không nhịn được hỏi, điện chủ, ngài đồng ý truyền thụ phương pháp luyện chế cho tôi sao? Cửu chuyển hồi xuân châm tôi còn có thể lấy ra chia sẻ với y dược của Dược Vương Điện, phương pháp luyện chế đan dược cổ đương nhiên tôi cũng sẽ không keo kiệt. Tô Thương cười nhẹ, chỉ là hiện tại ông không thích hợp. Khi nào có cơ hội tôi sẽ truyền thụ cho ông, nhưng tiền đề là phải có đủ đá năng lượng. Đá năng lượng, Trương Trọng Ngu nghi hoặc nói. Đúng vậy. Tô Thương nghiêm túc nói, hiện tại ông có thể thu thập đá năng lượng khắp nơi, càng nhiều càng tốt, tôi đảm bảo để ông có được năng lực luyện chế đan dược cổ. Được. Trương Trọng Ngu kính sợ nói, điện chủ, thật ra lúc trước tôi đã phân phó cho Nhược Mộc để cậu ta bắt đầu thu thập, chắc hẳn bây giờ Dược Vương Điện có thể lấy ra mấy ngàn viên đá năng lượng. Nhiều như vậy sao? Tô Thương vui mừng khôn xiết, cười nói, nhanh, lệnh cho người đưa đá năng lượng qua đây, tôi có công dụng lớn. Vâng. Trương Trọng Ngu gật gật đầu nói, nhưng mà, điện chủ, Nhược Mộc chỉ vừa phân phó cho các y dược phân tán khắp nơi thu thập đá năng lượng, gửi đến đây thì cần một chút thời gian. Tôi biết rồi, tôi có thể đợi đến khi đá năng lượng đạt đến 2.000 viên, rồi gửi nó cho tôi. Tô Thương nói, bây giờ... ông đi với tôi đến gặp cha và ông nội tôi. Khi đến đó đừng gọi tôi là điện chủ, bọn họ còn chưa biết tôi chính là Tô Huyền Thiên, đừng để lộ. Tô Thương nhắc nhở. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi, Trương Trọng Ngu cung kính nói. Tô Thương gật đầu, quay đầu nói, ông có thể nói Tô Huyền Thiên chính là điện chủ của Dược Vương Điện, sau đó tôi gia nhập Dược Vương Điện dưới sự tiến cử của Tô Huyền Thiên. Cao thủ đến nhà họ Tô tối hôm qua là bị ông giết chết, ông theo lệnh của Tô Huyền Thiên bảo vệ tôi, bảo vệ nhà họ Tô. Tô Thương đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Hiểu rồi. Trương Trọng Ngu đồng ý, rồi sau đó tò mò hỏi, điện chủ, vì sao ngài lại giấu giếm chuyện này? Nói tiếp thì tương đối phức tạp, ngay từ đầu tôi đã biết nhà họ Tô có kẻ thù, không muốn rút dây động rừng nên đã lấy thân phận là Tô Huyền Thiên để cho mọi người xem. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Thương là một kẻ ăn chơi trác táng siêu cấp. Tô Thương cười khổ nói, nhưng sau này, ai mà biết được ông nội của tôi lại chạy tới tìm Tô Huyền Thiên kết nghĩa. Bây giờ thân phận khác của tôi là em kết nghĩa với ông nội tôi, là chú Huyền Thiên của cha tôi. Nếu để cho bọn họ biết, tôi chính là Tô Huyền Thiên, nhất định sẽ nổi giận. Tô Thương nói tiếp, hơn nữa còn có một số chuyện tôi vẫn chưa tìm hiểu rõ. Trước tiên hãy giấu giếm một chút đi, xong việc tôi sẽ tìm cơ hội giải thích cho bọn họ hiểu. Được. Trương Trọng Ngu cũng đã nghe về những điều này, buồn cười đồng ý. Ngay sau đó, Tô Thương đi về phía mật thất dưới lòng đất, còn Trương Trọng Ngu đi theo phía sau, không dám bước quá mức. Vài phút sau, cả hai đến lối vào của mật thất dưới lòng đất. Tiêu Đình đứng gác ở cửa ra vào, một tấc cũng không rời. Sau khi nhìn thấy Tô Thương thì cung kính chào hỏi, đại thiếu gia. Tô Thương nhẹ gật đầu, sau đó nói, đưa tôi đi gặp cha và ông nội. Vâng, Tiêu Đình đồng ý, đồng thời mở lối vào mật thất dưới lòng đất. Cả ba đi qua một lối đi tối tăm, rất nhanh đã đến mật thất dưới lòng đất. Trước khi vào phòng, tâm trạng Tô Thương phức tạp, nghĩ đến thương tích của cha và ông nội, trong lòng khổ sở một hồi. Dù anh có thể luyện chế sinh cốt đan, chữa lành vết thương cho cha và ông nội nhưng không ai có thể thay thế được nỗi đau mà cha và ông nội đã phải chịu đựng. Đau như tan xương nát thịt, nghĩ đến đã thấy khó chịu. Cha và ông nội chắc hẳn lúc này đang nằm trên giường đau đớn đến muốn chết phải không? Xương cốt đều nát hết cả rồi, chắc chằn chọc mãi, không thể ngủ yên được. Hai. Tô Thương thở dài một hơi, tâm trạng trùng xuống, hai mắt hơi đỏ lên. Đau lòng cho chuyện mà cha và ông nội gặp phải. Đi vào mật thất dưới lòng đất, Tô Thương nhìn thấy có hai chiếc giường, cha và ông nội quả nhiên đang nằm trên giường. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy những gì cha và ông nội đang làm, sắc mặt của Tô Thương đột nhiên tối sầm lại. Chỉ nhìn thấy ngay trước cửa mật thất, không biết lúc nào đã lắp một chiếc TV LCD. Giờ phút này, trên TV LCD đang chiếu tin tức một người đẹp mặc bikini.
dáng người đó, quần áo đó, nóng bỏng làm sao? Người phụ nữ này không được, ngoại trừ đôi chân dài thì không được chút nào, quá nhỏ, trông chỉ ở mức trung bình. Cha, ngài nói đúng, còn không bằng người lần trước. Nếu như con là trọng tài, con chỉ cho 7 điểm. Người lần trước da ngăm đen, chắc mới đi khai thác than về nhưng quần áo sáng tạo lắm, bây giờ không thể so với trước kia. Hồi đó thời của chúng ta mọi người còn nhiều bảo thủ, đều là cởi quần ra mới có thể nhìn thấy mông, bây giờ khác rồi, chết tiệt, bây giờ là kéo mông đi tìm quần. Cha tổng kết quá sâu sắc, một châm thấy máu, cái thứ kia gọi là quần lót chữ T. Chấm chấm chấm. Tô Thương đứng bên cạnh, nghe cha và ông nội ba hoa khoác lác, khóe miệng không khỏi giật giật. Khụ, sau vài giây dừng lại, Tô Thương không được tự nhiên mà hắng giọng một cái. Ai? Tô Thương. Tô Thần Binh ngẩng đầu nhìn qua, sau khi nhìn thấy Tô Thương, cảm thấy có chút xấu hổ, nhanh chóng dùng điều khiển từ xa đổi kênh, ngay sau đó TV LCD bắt đầu phát tin tức. U, nhìn thấy cảnh này, Tô Thương trêu chọc cười nói cha, động tác rất lưu loát đấy, vừa rồi cha và ông nội đang xem cái gì vậy? Không, không xem cái gì, Tô Thần Binh có chút chột dạ. Đừng giả vờ nữa. Con đã nhìn thấy hết rồi. Tô Thương nghiền ngẫm cười nói, người đẹp mặc bikini kia có thân hình rất nóng bỏng. Cha cũng đang nghiên cứu khuyết điểm, sơ hở của đối phương sao, có phải đang tìm kiếm sơ hở không? Tô Thần Binh có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thằng nhãi này, đang nói bậy bạ gì đó, cháu nghĩ cha và ông cháu là loại người nào? Lúc này, Tô Kiền Khôn nghiêm túc nói, chúng ta chỉ đứng ở góc độ phê phán. Xem xét những người trẻ tuổi đương thời, xem họ không biết xấu hổ như thế nào để sau này có thể dạy dỗ hậu bối nhà họ Tô cho thật tốt, đừng học theo bọn họ. Phải không? Tô Thương không nhịn được cười nói, ông nội, vừa rồi cháu nhìn thấy mắt của ông nhìn thẳng, tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài rồi. Tư thế phê phán này của ông rất thú vị đấy. Câm miệng, thằng nhãi này, không được nhắc lại nữa. Mặt già của Tô Kiền Khôn đỏ lên. Quay đầu nhìn Tô Thương, nghiêm mặt nói, cháu đến thật đúng lúc, tối hôm qua sao lại như vậy, Tiêu Đình ấp úng nói không rõ ràng, cháu giải thích cho chúng ta xem. Hả, suýt nữa thì quên mất, ông già bên cạnh cháu là ai vậy? Tô Kiền Khôn hỏi. Tô Thương không muốn làm cho ông nội và cha khó xử, nên không tiếp tục đề tài vừa rồi mà giới thiệu, ông nội, đây là của người của Dược Vương Điện, tên là Trương Trọng Ngu. Tối hôm qua chính là Trương Trọng Ngu tiền bối đánh bại cao thủ muốn trả thù nhà họ Tô. Trương Trọng Ngu. Tô Kiền Khôn dừng một chút, ánh mắt dừng ở trên người Trương Trọng Ngu, vài giây sau, dường như nghĩ đến điều gì đó, mặt đầy khiếp sợ nói, ông. Ông là kinh đô thánh thủ, Trương Trọng Ngu, Trương Thần Y. Thánh thủ thành phố, Trương Trọng Ngu. Nghe được Tô Kiền Khôn gọi ra danh xưng của mình, Trương Trọng Ngu bỗng lộ ra một nụ cười. Vuốt vuốt râu nói, không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy, còn có người nhớ kỹ tôi như thế. Đúng là thánh thủ thành phố rồi. Tô Kiền Khôn mặt mũi đầy kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nói, nghe đồn Trương Trọng Ngu đã cưỡi hạc về trời rồi, tại sao ông? Đây chẳng qua chỉ là che giấu khỏi tai mắt người khác mà thôi. Trương Trọng Ngu cười nói, tôi lớn tuổi, lại không muốn vì Dược Vương Điện vất vả làm những chuyện vặt. Cũng không muốn khám bệnh cho người khác, thế là đưa ra tin tức, nói cho thiên hạ biết tôi đã chết rồi. Thực tế, những năm này tôi luôn đợi ở thành phố, chuyên tâm tu hành. Trương Trọng Ngu bất kể là tuổi tác, hay là thân phận, cũng đều cao hơn Tô Kiền Khôn rất nhiều. Nhưng ở trước mặt Tô Kiền Khôn, trong giọng nói của ông ấy không hề có một chút khinh thường nào, dù sao thì Tô Kiền Khôn cũng là ông nội của điện chủ, ông ấy không dám có thái độ gì khác. Thì ra là như thế. Tô Kiền Khôn như tỉnh ngộ ra, gật đầu giống như đã hiểu nhưng trong mắt vẫn luôn rất ngạc nhiên, không nghĩ đến lúc còn sống lại có thể tận mắt nhìn thấy thánh thủ thành phố. Phải biết rằng, thánh thủ thành phố Trương Trọng Ngu, chính là người làm mưa làm gió ở thế kỷ trước, rất nhiều nhà hào môn quý tộc, tìm ông ấy khám bệnh, gần như là đều được chữa khỏi. Trương Thần Y. Sau khi tỉnh táo lại, Tô Kiền Khôn nhìn không được mà tò mò hỏi. Thân phận của ông tôn quý như thế, sao lại biết Tô Thương, sao lại giúp nhà họ Tô vượt qua cửa ải này? Cái này,
Trương Trọng Ngu cười cười, đang định dựa theo lời Tô Thương dặn dò mà giải thích. Nhưng mà lúc này, Tô Thương khẽ cười nói, Trương Thần Y, hay là để tôi nói cho ông nội đi. Ông nội, là thế này, ông còn nhớ Tô Huyền Thiên không, chính là người đã kết nghĩa anh em với ông đó. Tô Thương hỏi ngược lại. Nhắc đến Tô Huyền Thiên, Tô Kiền Khôn liền nghiêm mặt nói, tất nhiên là nhớ rồi, thì sao? Ông với cha con, lúc trước không phải là luôn nghi ngờ bối cảnh của Tô Huyền Thiên hay sao, cảm thấy ông ấy còn quá trẻ, mà lại có thực lực mạnh như vậy, còn có thượng cổ phù lục, chắc chắn là có lai lịch lớn. Tô Thương trên mặt nở nụ cười, nói tiếp, ông với cha đoán không sai, bối cảnh của Tô Huyền Thiên quả thực là rất lớn. Bởi vì, ông ấy chính là điện chủ mới nhận chức của Dược Vương Điện, có được toàn bộ Dược Vương Điện, ra lệnh một tiếng thì tất cả thầy thuốc trong thiên hạ, không ai không nghe theo. Cái gì? Tô Kiền Khôn nghe nói như thế, nhất thời chấn động không ngừng, em trai kết nghĩa của ông, lại là điện chủ Dược Vương Điện, Tô Thương, chuyện này là thật sao? Chính xác 100%, Tô Thương gật đầu. Tô Kiền Khôn vẫn không tin. Liền nhìn sang Trương Trọng Ngu bên cạnh, nhìn thấy Trương Trọng Ngu gật đầu thì ông ấy mới hoàn toàn tin tưởng. Em trai kết nghĩa của mình, thật sự là điện chủ Dược Vương Điện, ha ha ha, chẳng trách lại mạnh như vậy, lấy được tài nguyên từ Dược Vương Điện, bồi dưỡng được một người thanh niên tài giỏi như thế, cũng không có gì là lạ, lần này cũng xem như đã hiểu được rồi. Tô Kiền Khôn ngửa mặt lên trời cười lớn. Tô Thần Binh nằm ở một cái giường khác, cũng hưng phấn khác thường. Chú Huyền Thiên thần thần bí bí, vẫn luôn giấu giếm chúng ta, không ngờ lại là một quả bom nổ chậm sao. Điện chủ Dược Vương Điện, thân phận này quá lớn rồi, e rằng toàn bộ giới luyện võ cũng đều phải giữ thể diện cho chú ấy. Tô Thần Binh mừng rỡ như điên nói, lần này nhà họ Tô tạm thời được cứu rồi. Đúng vậy. Lúc này, Tô Thương khẽ cười nói, cha nói đến đúng điểm quan trọng rồi. Tô Huyền Thiên nhớ đến chuyện đã kết nghĩa anh em với ông nội, nên mới quyết định ra mặt giúp đỡ nhà họ Tô chúng ta. Đêm nay, thần y Trương Trọng Ngu cũng là nhận được lệnh của Tô Huyền Thiên đến bảo vệ nhà họ Tô. Tô Thương tiếp tục nói, ông nội, cha, hai người không biết đó thôi, tối nay người đến nhà họ Tô cực kỳ mạnh, nghe nói là cao thủ Thiên Tông hậu kỳ, nhưng may mắn là Trương thần y đã tới, nếu không thì chỉ sợ nhà họ Tô đã gặp nguy hiểm rồi. Thiên Tông, hậu kỳ. Tô Thần Binh nghe vậy, nhất thời giật nảy mình, sau đó híp hai mắt lại, bên trong ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén, vùng núi tế trời vậy mà đã làm thật rồi, Thạch Hão Hãn đáng chết, năm đó rõ ràng Ngọc Yến đã đồng ý. Nói đến đây, Tô Thần Binh ý thức được có người ngoài bên cạnh, nên liền im lặng. Sau đó, Tô Thần Binh nhìn về phía Trương Trọng Ngu, nói lời cảm ơn Trương Thần Y ra tay cứu giúp. Từ trên xuống dưới nhà họ Tô, cực kỳ cảm ơn. Ông chủ Tô khách sáo rồi. Trương Trọng Ngu có chút xấu hổ khi nhận lời cảm ơn của Tô Thần Binh, dù sao thì Sở Phục Thịnh và Đỗ Hồng Cẩm cũng không phải do ông ấy giết, vội vàng nói tôi chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn điện chủ Tô Huyền Thiên đi. Tô Thần Binh thở dài nói, đại ân đại đức của chú Huyền Thiên đối với nhà họ Tô không thể nào báo đáp được. Cha, cái này không thể báo đáp rồi. Tô Thương nghe vậy, khẽ cười nói, Tô Huyền Thiên không chỉ phái người đi bảo vệ nhà họ Tô, còn phái người đi đến vùng núi tế trời rồi, thương lượng với Sơn Chủ Thái Sơn, giải quyết ân oán của chúng ta, từ nay về sau, vùng núi tế trời sẽ không phái người đến đối phó với nhà họ Tô nữa. Chuyện này, Tô Thần Binh chịu không được mà nhìn Trương Trọng Ngu, dò hỏi, Trương Thần Y, thật sự như thế sao? Vùng núi tế trời sẽ không trả thù nhà họ Tô nữa sao? Đúng vậy. Trương Trọng Ngu vuốt cuốt râu nói, chuyện này là tôi tự mình ra tay xử lý, tôi với Thạch Hảo Hán, cũng tính là đã quen biết từ trước, hơn nữa Thạch Hảo Hán có chuyện muốn nhờ đến Dược Vương Điện chúng tôi, nên việc này rất nhẹ nhàng đã giải quyết thành công. Chính miệng Sơn Chủ Thái Sơn Thạch Hảo Hán đã đồng ý, vùng núi tế trời sẽ không nhắm vào nhà họ Tô nữa. Trương Trọng Ngu nhìn Tô Thần Binh, giải thích thay cho Thạch Hảo Hán một câu, thật ra, nhà họ Tô các ông, có thể là đã hiểu lầm Thạch Hảo Hán rồi, ông ấy chưa từng phái người đến nhà họ Tô gây phiền phức. Mấy ngày trước người thanh niên chết tại nhà họ Tô tên là Thạch Hiên, đến tiêu diệt nhà họ Tô là cũng là chủ ý của cậu ta,
cũng không có bất kỳ người nào bày mưu tính kế cho nó cả, lúc đầu Sơn chủ Thái Sơn cũng không biết rõ tình hình. Thạch Hạo Hãn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vốn dĩ không có dã tâm tiêu diệt nhà họ Tô, đây mới là điểm quan trọng để tôi có thể thương lượng được với ông ấy. Trương Trọng Ngô cười nói. Thế nhưng mà... Tô Thần Binh nói tiếp, theo tôi được biết, Thạch Hiên chính là cháu trai ruột của Thạch Hạo Hãn, cháu trai ruột chết tại nhà họ Tô, sao ông ấy lại chịu buông tha nhà họ Tô chúng tôi chứ? Ha ha! Trương Trọng Ngô nhất thời hứng thú. Biểu cảm cực kỳ đặc sắc, giống như kiểu rất vui khi nói về loại chuyện phiếm này vậy, chuyện này rất đơn giản, thật ra Thạch Hiên kia, căn bản không phải là cháu trai Thạch Hạo Hãn, cha ruột của cậu ta là một người hoàn toàn khác, anh vợ của ông là Thạch Vân Phi, bị người cắm sừng rồi, ha ha ha. Tô Thần Binh, Tô Kiền Khôn, Trương Thần Y, Lão Tiền Bối. Vì sao mà nhắc đến chuyện này, ông lại vui vẻ vậy chứ? Còn nữa, vẻ mặt này của ông hình như không đúng rồi, trong hứng phấn lại mang theo chút bỉ ổi, ông không xứng với hình tượng lão tiền bối nghiêm túc đâu nha. Khụ khụ, Trương Thần Y, đừng có bỉ ổi như vậy chứ, nói chuyện cẩn thận vào. Tô Thương nhìn thoáng qua Trương Trọng Ngô, nhắc nhở. Trương Trọng Ngô lập tức run lên trong lòng, vội vàng thu lại nụ cười, khôi phục lại trạng thái thâm sâu khó dò. Đồ hỗn láo, một tên tiểu bối như mày. Sao lại dám nói chuyện với Trương Thần Y như vậy chứ? Tô Kiền Khôn thấy vậy, ánh mắt nhìn vào Tô Thương, nghiêm túc trách móc, còn không mau xin lỗi Trương Thần Y đi. Xin lỗi? Để Điện Chủ nói xin lỗi sao? Nói đùa gì thế, Điện Chủ thần bí phi thường, nắm giữ phương pháp luyện chế thượng cổ đan dược, tôi nịnh nọt còn không kịp nữa, làm sao dám nhận lời xin lỗi chứ? Trương Trọng Ngô bị dọa cho sợ. Vội vàng cười nói, được rồi, mấy ngày nay tôi với Tô Đại Thiếu gia sống chung với nhau rất tốt, vì thế cậu ấy đùa với tôi một chút cũng là chuyện thường thôi. Nghe được Trương Trọng Ngô nói như vậy, sắc mặt Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh lập tức trở nên dễ nhìn hơn, thậm chí còn cảm thấy Tô Thương có tiền đồ. Tóm lại là như tôi nói, cái tên Thạch Hiên kia, cũng không phải là cháu ruột của Thạch Hạo Hãn, chết cũng chết rồi. Trương Trọng Ngô nói tiếp. Cho dù nếu ngày đó Điện Chủ Tô Huyền Thiên của chúng tôi không giết cậu ta, thì cậu ta cũng phải chết. Thì ra là như thế, Tô Thần Binh nhẹ gật đầu giống như đã hiểu rồi. Ông Chủ Tô, Trương Trọng Ngô nhìn Tô Thần Binh, tiếp tục nói N oán giữa ông và vùng núi Tế Trời, tôi cũng ít nhiều đã nghe qua, nhưng nếu tôi đã nói với ông chuyện này đã được giải quyết rồi thì ông cũng đừng quá lo lắng nữa, từ nay về sau. Nhà họ Tô trở về đúng quỹ đạo cũ, có thể tiếp tục làm bá chủ ở Giang Bắc rồi. Tô Thần Binh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà trong ánh mắt hiện ra một chút không cam tâm. Ông ấy biết, vùng núi Tế Trời trở lại trạng thái mấy năm về trước, không nhắm vào nhà họ Tô, nhưng cũng sẽ không để Ngọc Yến trở về. Nghĩ đến đây, Tô Thần Binh liền không cam tâm, đồng thời cũng hận chính mình bất lực. Nhận thấy được cảm xúc của cha có phần xa xút hơn, có lẽ có nhiều điều muốn nói, vì thế Tô Thương liền nháy mắt cho Trương Trọng Ngô, ra hiệu để ông ấy rời đi. Trương Trọng Ngô tất nhiên đã nhìn ra, liền nói, ông chủ Tô, ông nội Tô, chuyện này tôi đã nói với mọi người rồi, tôi không ở đây lâu nữa, tôi đi trước đây. Trương Thần Y, làm phiền ông rồi, Tô Kiền Khôn cảm ơn thêm lần nữa. Ông nội Tô khách sáo rồi. Trương Trọng Ngô cười cười, sau đó liền đi khỏi mật thất dưới đất. Giờ phút này, trong mật thất chỉ có ba thế hệ nhà họ Tô ở đây. Tô Thương nhìn Tô Thần Binh, nói thẳng vào chủ đề chính, cha, trước đó cha đã đồng ý với con, 7 ngày sau sẽ nói rõ sự việc cho con nghe, tính toán thời gian thì đến nay cũng đến 7 ngày rồi đó. Tô Thần Binh nghe nói như thế, liền nhìn Tô Kiền Khôn bên cạnh, giống như muốn hỏi thăm ý kiến Tô Kiền Khôn. Ai ya, bây giờ chúng ta đã biến thành bộ dạng thế này rồi, Dực Cân lại ở bên ngoài, Tô Thương là con trai duy nhất trong nhà, liên quan đến chuyện nhà họ Tô, nó sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tô Kiền Khôn thở dài một hơi, sau đó nói cho nó biết đi, nó cũng là người luyện võ, để nó chuẩn bị sớm cũng không phải chuyện xấu. Vâng. Tô Thần Binh cung kính trả lời, sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Thương, mở miệng nói, Tô Thương. Chuẩn bị một cái băng ca cứu thương,
con với Tiêu Đình đưa cha đến mộ của mẹ con, có mấy lời, nói ở đó phù hợp hơn. Vâng. Tô Thương gật đầu, sau đó gọi điện thoại báo cho Tiêu Đình. Không lâu sau, Tiêu Đình mang theo một bộ bằng ca cứu thương xuất hiện tại mật thất dưới đất, phối hợp với Tô Thương khiêng Tô Thần Binh lên chiếc xe Mercedes-Benz. Sau đó, Tiêu Đình lái xe, còn Tô Thương thì ở phía sau chăm sóc Tô Thần Binh. Toàn bộ đường đi Tô Thần Binh hai mắt khép hờ, không hề nói một câu, giống như đang chuẩn bị chọn lọc từ để nói chuyện vậy. Khoảng sau 40 phút, chiếc xe Mercedes-Benz liền dừng lại ở nghĩa trang chân núi Vĩnh Ninh. Tô Thương và Tiêu Đình, mỗi năm đều đến đây mấy lần, để cúng bái Thạch Ngọc Yến, vì thế mà rất quen thuộc nơi này. Lúc trước mỗi lần đến đây, tâm trạng Tô Thương đều vô cùng nặng nề, thậm chí hốc mắt còn đỏ hoe. Nhưng mà bây giờ, anh ấy đã biết mẹ mình chưa chết, chẳng qua là bị giam lỏng ở vùng núi Tế Trời mà thôi. Như vậy, cái phần mộ này chính là giả, dùng để che mắt người khác hoặc là nơi gửi gắm tình cảm của Tô Thần Binh. Vì vậy, hôm nay đến nghĩa trang Vĩnh An, ở sâu trong trái tim Tô Thương không hề có chút dao động gì. Qua vài phút đồng hồ, ba người xuất hiện trước một ngôi mộ. Ngôi mộ này được dọn dẹp sạch sẽ, táo đựng bên trong mâm trái cây cũng không bị hư, rõ ràng là trước đó không lâu có người đã đến thăm mộ. Tiêu Đình, cậu lui ra đi. Lúc này, Tô Thần Binh nằm trên cáng cứu thương, thản nhiên nói, tôi muốn nói chuyện riêng với Tô Thương một chút. Vâng. Tiêu Đình chắp tay xoay người, rồi chắp tay sang hướng Tô Thương, sau đó liền rời đi khỏi. Lúc này, trước ngôi mộ, chỉ còn lại Tô Thương và Tô Thần Binh. Ngọc Yến, anh lại đến rồi. Toàn thân Tô Thần Binh xương cốt vỡ vụn, chỉ có thể nằm ở trên cáng cứu thương, ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ, vừa cười vừa nói, lần này, anh mang theo con cùng đến. Nếu tính kỹ ra thì em cũng rời khỏi anh 5 năm rồi nhỉ, trong 5 năm này, vì để giảm bớt phiền phức, dưới sự sắp xếp của Thạch Hạo Hãn, anh đã lập cho em một ngôi mộ, hàng tháng đều đến dọn dẹp, giả vờ như em đã chết thật vậy. Rõ ràng so với người khác, anh biết chính xác bên trong không có người, nhưng anh lại xem nó như là nơi để gửi gắm tình cảm. 5 năm nay, khi có sự tình gì phiền lòng, anh đều ngồi trước mộ chửi bậy, giả vờ như em có thể nghe thấy. Tô Thần Binh nói tiếp, chẳng qua là anh đã quyết định nói thật với con trai rồi, anh muốn nói tất cả mọi chuyện cho nó biết, vì thế cái ngôi mộ này, anh sẽ không giữ lại nữa. Anh tin rằng, lần trước chia tay nhau không phải lần cuối cùng gặp nhau. Chúng ta chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Những năm gần đây, anh đã gửi gắm quá nhiều tình cảm xuống ngôi mộ này, nếu cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng thấy có chút không ổn, giống như kiểu anh đang nguyền rủa em vậy đó, ha ha ha. Nói đến đây, Tô Thần Binh bỗng nhiên cười, sau đó nhìn Tô Thương, dặn dò nói, con phá ngôi mộ này cho cha đi. Vâng. Tô Thương biết rõ, trong mộ này không có ai cả, vì thế vung tay lên. Phóng ra một năng lượng, phá hủy bia đá. Quả nhiên, phần mộ nổ tung, bên trong trống không, hoàn toàn là một cái xác rỗng. Tô Thương. Tô Thần Binh gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, chắc lời của cha nói vừa rồi, con đã nghe rõ, nếu không thì con sẽ không phá hủy ngôi mộ này quả quyết như thế. Đúng vậy, mẹ của con là Giang Ngọc Yến, cũng chưa chết, bà ấy bây giờ vẫn còn sống. Tô Thần Binh cười nói, không đúng, chính xác mà nói, mẹ của con là Thạch Ngọc Yến, bà ấy đến từ vùng núi Tế Trời, là con của Sơn Chủ Thạch Hạo Hãn. Tô Thương không có chút ngạc nhiên gì, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, những chuyện này, con hôm qua đã nghe Trương Thần Y nói rồi. Ồ, hóa ra Trương Thần Y đã nói cho con biết rồi. Tô Thần Binh cười nói, ông ấy còn nói cho con chuyện gì nữa. Hơn 20 năm trước. Cha tham gia đại hội võ thuật của trăm tông phái, tài nghệ trấn áp anh hùng, đánh bại mẹ Thạch Ngọc Yến của con, chiếm vị trí thứ nhất. Tô Thượng không giấu giếm, nói hết những gì mình biết ra, sau đó, mẹ với cha liền cùng nhau biến mất, khi người của vùng núi Tế Trời tìm được mẹ, cũng là thời điểm 5 năm về trước. Khi đó Thạch Hạo Hãn biết được võ công của mẹ đã mất hết, không khác gì người thường, liền lên cơn giận dữ, định tiêu diệt nhà họ Tô, nhưng bị mẹ con ngăn lại. Cuối cùng, Thạch Hạo Hãn đưa mẹ con đi, đồng thời cũng ra lệnh xuống,
không cho bất kỳ kẻ nào ở vùng núi tế trời đối phó với nhà họ Tô, đại khái là con biết những chuyện này. Tô Thương nói xong, thuận tiện nhìn Tô Thần Binh dò hỏi, cha, con muốn biết, hơn 20 năm trước cha đã mạnh như vậy, vì sao bây giờ cha lại là cảnh giới hóa kình? Còn nữa, cha và mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao mẹ lại trở thành người bình thường? Tại sao cha lại phải đi tham gia đại hội võ thuật của trăm tông phái, nhà họ Tô chúng ta không phải là gia tộc nhỏ ở Giang Bắc hay sao, lúc trước sao cha lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Ông nội rõ ràng là địa tông hậu kỳ, lại luôn luôn ẩn giấu thực lực, chỉ thể hiện ra cảnh giới tông sư, lại là vì sao? Tô Thương nói một hơi, đem những nghi ngờ trong lòng nói rõ ra, sau đó ánh mắt nhìn Tô Thần Binh, im lặng chờ câu trả lời. Hôm nay cha muốn nói chuyện thẳng thắn với con muốn hỏi gì cha cũng đều có thể trả lời cho con. Tô Thần Binh nhìn thẳng vào mắt của Tô Thương, ông ấy dường như đang đắm chìm trong những hồi ức của mình, khẽ nở một nụ cười rồi nói, đầu tiên cha sẽ trả lời ba câu hỏi của con, 3 năm trước sao cha lại mạnh như vậy? Kỳ thực nhà họ Tô chúng ta không phải là một gia tộc nhỏ thành phố, chúng ta đến từ giới luyện võ, thậm chí cũng không phải là một tông, một phái nhỏ nhoi nào. Nhà họ Tô chúng ta, đã từng là căn cơ của Côn Luân, là nổi kinh hoàng của toàn bộ giới luyện võ. Nhà họ Tô có một vị tổ tiên, ông nội của cha, Tô Vô Kỵ, xuất hiện hoành hành hơn 100 năm trước, ông ấy khiêu chiến với tất cả các đại môn phái trong giới võ thuật, và chưa một lần nào thất bại. Giống như cái gọi là ba đại thế lực là vùng đất tế trời, vùng đất giữ biển và núi, vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, ông cố của con Tô Vô Kỵ đều đã từng đi qua. Cấm địa của bọn họ, ông cố con lui tới như đi chợ, mà vật chí bảo của bọn họ thì ông cố con còn tùy ý lấy ra đùa chơi bất kỳ lúc nào cũng được. Trong thiên hạ, không ai dám nói một tiếng, không, với ông cố của con. Thời đại đó thuộc về ông nội của con Tô Vô Kỵ, thuộc về nhà họ Tô chúng ta, thế nên ông cố của con được xem như là minh chủ của giới luyện võ, mọi người đều tôn kính và sùng bái. Nói đến đây, Tô Thần Binh bỗng hưng phấn lạ kỳ, giới luyện võ lúc đó cũng là lần đầu tiên trở thành một thể thống nhất, tất cả các tông phái đều nghe theo lệnh của ông cố con, một miếng lệnh bài minh chủ có thể điều động được thế lực của cả thiên hạ. Trong thiên hạ có rất nhiều ngọn núi nổi tiếng, mà Thái Sơn, từng có vài vị đế vương dùng để bái tế trời, địa vị cũng cách biệt, Thái Sơn trở thành ngọn núi đứng đầu trong thiên hạ. Nhưng, núi Côn Luân của nhà họ Tô chúng ta lại được gọi là Tiên Sơn. Tiên Sơn Côn Luân, bất luận là tài nguyên hay là vận thế đều vượt xa vùng đất tế trời. Thời đại đó là thời kỳ đỉnh phong của nhà họ Tô, trong giới luyện võ cho dù là trụ cột của thế lực to lớn, cường mạnh nào chỉ cần nghe thấy ba chữ Tô Vô Kỵ thì cũng đều run sợ trong lòng. Tô Thần Binh thay đổi giọng, nói tiếp, nhưng, làm sao qua được số trời, con người tốt xấu gì rồi cũng sẽ có phúc, có họa. Không biết tại sao, đột nhiên có một ngày, ông cố Tô Vô Kỵ của con lại biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì, không hiểu ra sao mà lại biến mất tăm hơi. Lúc đó, ông nội Tô Kiền Khôn của con vẫn chưa trưởng thành, thiên phú võ thuật của ông ấy cũng bình thường, cũng không có lòng tu luyện võ công. Lại thêm ông cố con quá mạnh, nên ông nội con cũng ỷ y, cả ngày ăn chơi vui đùa, 17, 18 tuổi rồi mà vẫn chưa luyện võ. Tô Thần Binh nói tiếp, tin tức ông cố Tô Vô Kỵ của con biến mất được giấu cũng khá lâu, nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng thì cũng các tông phái trong thiên hạ biết được, sau đó liền xảy ra cục diện trăm môn phái liên minh lại tấn công núi Côn Luân. Ông cố con thật sự quá mạnh, mạnh hơn cả cực hạn của giới luyện võ, dẫn đến chuyện bọn họ nghi ngờ ông cố con nắm được bí quyết tu luyện của các chiến sĩ luyện khí thời cổ xưa, cho nên mới đem người lên tàn sát núi Côn Luân. Lúc đó, trong núi Côn Luân chỉ có 18 cao thủ cực kỳ mạnh của ông cố con để lại. 18 cao thủ đó liều chết chống cự lại, vậy mà cũng ngăn cản được cả liên minh trăm tông phái của giới võ thuật, lần tấn công thứ nhất của bọn họ đại bại, bị đánh cho tan tác mà quay trở về. Tô Thần Binh sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng rất nhanh, bọn họ lại phát động lần tấn công thứ hai, lần này có thêm mấy vị cao thủ trụ cột. 18 cao thủ của nhà họ Tô cuối cùng cũng không địch lại được, chết hết 17 người, chỉ còn lại một người mang theo ông nội con trốn khỏi núi Côn Luân. Nói đến đây, Tô Thần Binh liền dừng lại. Thì ra là như vậy, không ngờ rằng nhà họ Tô chúng ta vậy mà lại có lai lịch như vậy,
Tô Thương hết sức kinh ngạc, những lời cha của anh nói nằm ngoài dự liệu của anh. Anh bèn hỏi, ông cố con mạnh như vậy mà ông nội con chỉ là địa tông hậu kỳ sao? Đúng vậy. Nhắc đến chuyện này, Tô Thần Binh vô cùng khó chịu, ông nội con suốt ngày mắng cha là đồ bỏ đi, còn mắng con cũng là đồ bỏ đi, kỳ thực, ông ấy mới là đồ bỏ đi nhất. Rõ ràng là ông cố con vô địch thiên hạ, ông ấy lại luôn ở bên cạnh ông cố con, vậy mà chả học được cái bản lĩnh chó má nào. Địa tông hậu kỳ, cũng là do vị cao thủ năm đó may mắn còn sống nghiêm khắc dạy bảo mới được như vậy. Tô Thần Binh nhổ một bãi nước bọt rồi nói, hai, cứ nghĩ tới là tức hộc máu, nếu như ông nội con có chút ý chí cạnh tranh thì cha cũng là thế hệ mạnh thứ hai rồi, hà tất gì phải chịu những cực khổ này chứ. Thạch Hạo Hãn của vùng đất tế trời là cái thá gì chứ, nhưng mà đáng tiếc mà, thiên tư của ông nội con quá ngu dốt. Có một chuyện chắc là con chưa biết, lúc ông nội con mười mấy tuổi, thì ông cố Tô Vô Kỵ của con đã xưng bá thiên hạ rồi, giới luyện võ cống nạp cho ông ấy vô số thiên tài địa bảo, ông nội con ngày ngày đều ăn những thứ đó, cho nên nhìn thì cứ tưởng ông ấy mới hơn 60 tuổi nhưng kỳ thực ông ấy đã hơn 100 tuổi rồi. Tô Thần Binh hung hăng nói, núi Côn Luân bị vây đánh, sau khi ông ấy được vị cao thủ may mắn sống sót đưa đi trốn, ông ấy phải ẩn giấu thân phận, xém chút không lấy vợ được, sau đó liền nhặt được một món hời, cưới được. Thôi bỏ đi, chuyện của ông nội con, cha không nên nhiều chuyện, nếu như con có hứng thú thì tự mình đi hỏi ông ấy đi. Nói đến đây, Tô Thần Binh nghiêm túc dặn dò Tô Thương, ông ấy nghiêm nghị nói, chuyện cha chửi bậy ông nội con tuyệt đối không được nói cho ông ấy biết. Nếu không ông đây sẽ lột da con luôn. Ha ha, yên tâm đi cha, con sẽ không nói đâu. Tô Thương hoàn toàn không có đùa giỡn với cha mình, nhưng trong lòng anh vẫn còn một điều nghi ngờ chưa được giải đáp, cho nên liền hỏi, cha à, thiên tư của ông nội con không cao, nhưng thiên tư của cha không tệ đúng không, cho nên cha mới ở Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái 20 năm trước, tỏa sáng hào quang. Đúng vậy. Tô Thần Binh có chút tự hào, gật đầu nói, sau khi cha sinh ra, cũng do vị cao thủ may mắn sống sót đó dạy bảo, tu luyện võ công, năm 25 tuổi đã đạt tới cảnh giới thiên tông. Bây giờ những thứ đang lưu truyền bên ngoài kia, nào là 30 tuổi đạt tới thiên tông, là người đầu tiên từ xưa đến nay, toàn là vớ vẩn, chẳng qua là mấy lời nói nhảm nhí ở thành phố mà thôi, tông phái luyện võ chân chính, có người mười mấy tuổi đã là tông sư. Hai mươi mấy tuổi đã là địa tông, đương nhiên đều là những thiên tài đỉnh phong rồi. Tô Thần Binh dương dương tự đắc nói, mà cha của con, 25 tuổi thôi đã là thiên tông sơ kỳ rồi, trong thiên hạ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, đương nhiên có thể đè bẹp cả một thời đại đó. Đại hội võ thuật trăm môn phái năm đó, chỉ có mấy người miễn cưỡng có thể là đối thủ của cha, nhưng cũng bị cha đánh bại hết. Nhưng lại có một người khiến cho cha có cảm giác hơi khó chơi, người đó chính là mẹ của con, Thạch Ngọc Yến. Tô Thần Binh cười nói, mẹ của con mạnh thật sự, cao hơn cha một cảnh giới nhỏ thôi, nhưng hoàn toàn đè bẹp được cha, đáng tiếc là, tâm tính của bà ấy không tốt lắm, bị cha trêu đùa mấy câu thì tâm lý bị rối loạn liền, kêu gào muốn giết chết cha, kết quả là mất tập trung, và bị cha đánh rớt xuống võ đài. Tô Thương nghi hoặc nói, cha à! Cha trêu đùa như nào vậy, cha đã nói gì thế? Cũng đâu nói gì, chỉ là khen ngợi mẹ con mấy câu thôi mà, cha khen thân hình bà ấy đẹp, mông cũng to, cưới về thì dễ sinh đẻ, sau đó lúc đánh nhau thì cha liều mạng sờ soạng mẹ con một chút. Tô Thần Binh nhớ lại, nụ cười trên miệng càng ngày càng rõ rệt, không còn cách nào khác mà, đánh không thắng mẹ con, cha chỉ có thể đánh vào tâm lý của bà ấy thôi. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Mẹ mình là con gái của Sơn Chủ Thái Sơn, lại có thực lực kinh tài tuyệt diễm, năm đó là chắc chắn là được rất nhiều người theo đuổi, là một kiều nữ ở tít trên cành cao chót vót. Nhưng mà cha mình lại giống như đồ du côn, lưu manh, đánh nhau thì đánh đi còn sợ mó mẹ gì chứ. Tô Thương mơ hồ có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của mẹ mình lúc đó trông như thế nào rồi, chắc chắn là hận chết ông cha mình mà. Cha à, cha thế này thì mất đạo đức quá. Tô Thương không nhìn được chửi bậy một câu. Mất cái đầu con mới mất đạo đức. Tô Thần Binh hung hăng mắng chửi nói, ông đây nếu như không mất đạo đức thì mày có thể được sinh ra sao, mày thì hiểu cái dám gì. Người phụ nữ như mẹ của con, thì phải dùng phương pháp trái ngược như vậy,
con không biết đó thôi, qua ngày hôm sau, mẹ con cứ bám dính lấy cha, cứ muốn so tài lại với cha. Tô Thần Binh có chút đắc ý cười nói, cha là hậu nhân của nhà họ Tô ở núi Côn Luân, thân phận khá đặc biệt, đại hội võ thuật trăm môn phái năm đó được tổ chức ở núi Thái Sơn, cha không thể ở lại lâu được, tránh bị người ta trả thù, cho nên cha mới nói với mẹ con, nếu như muốn so tài với cha thì cứ rời đi với cha, tìm một nơi an toàn thì mới đánh nhau được. Kết quả là mẹ của con liền bị lừa ngay, cùng cha rời khỏi núi Thái Sơn, chúng ta lén đi suốt đêm, không hề kinh động đến bất kỳ ai. Tô Thần Binh cười nói, đừng nhìn thấy thực lực mẹ con cao cường, lại lạnh lùng như băng tuyết vậy, nhưng là lần đầu tiên mẹ con trốn xuống núi, cả đoạn đường vô cùng lo lắng, sợ sệt, y như một tên nhà quê. Đợi đã. Nghe đến đây, Tô Thương không nhịn được liền hỏi, cha à, năm đó cha tham gia đại hội võ thuật đã bị bại lộ thân phận sao, bọn họ có biết cha là hậu nhân của nhà họ Tô ở Côn Luân không? Biết. Tô Thần Binh ngạo mạn nói, cha sở dĩ đi đến núi Thái Sơn tham gia đại hội võ thuật trăm môn phái là để báo cho giới võ thuật biết, nhà họ Tô ở Côn Luân đã trở lại rồi, khiến cho bọn họ phải e sợ, khiến cho bọn họ phải khủng khiếp, không bộc lộ thân phận thì ông đây đi làm gì chứ? Chỉ là, cha chỉ đeo đơn giản một chiếc mặt nạ bạc để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sau này mà thôi, dù sao cha vẫn còn trẻ, còn cần phải trưởng thành lớn mạnh hơn nữa. Tô Thần Binh nói thêm. Như vậy thì không đúng. Tô Thương tràn đầy nghi hoặc hỏi, cha à, nếu như những người của tông phái kia biết cha là hậu nhân của nhà họ Tô ở Côn Luân, tại sao năm đó không giết chết cha, mà lại để cho cha rời đi? Ha ha. Tô Thần Binh cười giải thích nói, đương nhiên là bởi vì năm đó vị cao thủ may mắn sống sót kia, hơn 20 năm trước đã cùng cha đi đến núi Thái Sơn. Bà ta luôn ở đó suốt đại hội võ thuật của trăm môn phái, một người làm kinh sợ hết tất cả các cường giả đỉnh phong trong giới luyện võ. Các đại tông phái không có ai dám động vào cha, chỉ có thể ngầm cho phép cha tham gia đại hội võ thuật, sau đó lại để cha tự do rời đi. Tô Thần Binh khẽ cười nói, cha của con đây mặc dù trẻ tuổi ngông cuồng nhưng không hề ngốc nha. Nếu như không có thủ đoạn đủ để thoát thân thì cha tự nhiên ngu ngốc chạy đến tham gia cái đại hội võ thuật đó sao, đó khác gì dâng mạng lên miệng cọp chứ. Tô Thần Binh lại nói tiếp, cuộc chiến năm đó, cha uy phong lẫm liệt, đè bẹp hết tất cả các thiên tài, đánh cho các thiên tài của các đại môn phái phải chạy té cứt, té đái ra quần, còn thuận tay giết chết mấy tên chó không có mắt nữa, lão tổ tông sau lưng bọn họ. Tức đến tái mét mặt mày nhưng cũng không dám ra tay với cha là vì e sợ cao thủ siêu mạnh đi cùng với cha. Cha uy phong, cha lợi hại. Tô Thương không khỏi khen ngợi cha mình, sau đó nói, không ngờ là nhà họ Tô chúng ta vậy mà lại có trụ cột mạnh như vậy. Cha à, vậy vị cao thủ may mắn sống sót đó là ai, con có gặp qua chưa? Bà ta. Tô Thần Binh nghe vậy, biểu cảm vô cùng phức tạp, sau đó tự trách nói, đều tại cha. Bà ấy bị phế rồi, toàn bộ võ công bị mất hết, bây giờ bà ấy chỉ là một bà lão bình thường, ở nhà họ Tô dưỡng lão mà thôi. À, chuyện này. Tô Thương tò mò hỏi, cha, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Thạch Hạo Hãn nói, mẹ vì cha mà chân khí tiêu tán hết, trở về làm một người bình thường, vị trụ cột siêu mạnh đó cũng vì cha mà bị mất hết võ công, trên cơ thể cha cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Biểu cảm của Tô Thần Binh trở nên nghiêm túc, chìm đắm vào trong hồi ức, mở miệng nói, năm đó cha dẫn mẹ con rời khỏi núi Thái Sơn, cả đường đều che giấu đi thân phận, rồi đến Giang Bắc. Lúc đó, ông nội Tô Kiền Khôn của con đã có chiến công hiển hách, cho nên cũng cáo lão về quê, mang theo phần thưởng trở về Giang Bắc, mà cha cũng lớn lên ở Giang Bắc. Lúc tham gia đại hội võ thuật trăm môn phái, cha sở dĩ mang theo mặt nạ bạc chính là vì muốn sau đó có thể về lại Giang Bắc, tiếp tục ẩn núp tu luyện, đợi sau khi cha trở thành cao thủ đỉnh phong rồi thì bắt đầu con đường báo thù. Tô Thần Binh nói thêm, mặc dù ông nội con ở trên thành phố cũng có chút danh tiếng, nhưng không có ai nghĩ ông ấy và nhà họ Tô ở Côn Luân có liên quan đến nhau, cho nên thân phận của cha ở thành phố cũng rất an toàn. Sau khi về đến Giang Bắc, mẹ con như là giống như nhà quê lên thành phố vậy. Cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với tất cả mọi thứ ở trên thành phố. Cái này không oán trách bà ấy được, không phải mỗi người luyện võ mạnh đều như vậy,
người luyện võ thông thường đều có cơ hội đến thành phố để trải nghiệm, nhưng mẹ của con khá đặc biệt. Tô Thần Binh nói tiếp, Thạch Hạo hắn kỳ vọng mẹ con quá cao, muốn bà ấy thành Phượng Hoàng, cho nên thúc ép mẹ con rất chặt, cơ hồ từng phút từng giờ đều phải luyện võ, cho nên đối với thế giới bên ngoài, bà ấy chưa từng được trải nghiệm bao giờ. Bởi vậy, sau khi đến thành phố, mẹ con hoàn toàn bị sự phồn hoa của thành phố hấp dẫn, không muốn về lại vùng đất tế trời nữa, bà ấy muốn thanh tịnh một thời gian. Nhớ lại đến đây, Tô Thần Binh lại nở nụ cười, mẹ con ở trong thành phố không có bạn bè, cha lại là người quen duy nhất của bà ấy, mặc dù bà ấy ghét cha nhưng cũng không thể không năn nỉ cha cho bà ấy ở lại. Cha đương nhiên là không từ chối rồi, thế là dưới sự sắp xếp của cha, mẹ con liền được vào trường học, bà ấy học rất nhanh, và nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống ở thành phố. Những năm tháng tươi đẹp sau đó, cha và mẹ còn cứ vừa đánh vừa yêu, dần dần cả hai đều rơi vào lưới tình của nhau. Tô Thần Binh khoe khoang nói, cha của con, năm đó chính một người vô cùng lợi hại đó nha, thường xuyên leo tường để tìm mẹ con hẹn hò dưới ánh trăng. Ai ya, bây giờ nghĩ lại, nhớ nhung vô cùng. Tô Thần Binh thở dài một hơi. Cha nói vào trọng điểm đi, con không muốn nghe chuyện yêu đương của cha. Tô Thương thúc giục nói. Cái thằng nhóc này. Tô Thần Binh trừng mắt nhìn Tô Thương một cái rồi đi thẳng vào chủ đề nói, mặc dù năm đó chúng ta trở về đến Giang Bắc đã ẩn giấu đi khí tức, vô cùng cẩn thận, nhưng cũng bị một người phát hiện ra. Người đó, là trụ cột của vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, lão độc vật. Tô Thần Binh nghiêm mặt nói, ông ta nuôi dưỡng một vài con phi cầm tẩu thú, bám theo chúng ta cả chặng đường. Hành tung của cha và mẹ con đều bị ông ta nắm trong lòng bàn tay. Nhưng khi mới bắt đầu, lão độc vật dường như đang e sợ điều gì đó, cho nên mới không ra tay liền, mà âm thầm quan sát trong bóng tối. Tô Thần Binh nghiến răng nói, khoảng hơn 3 tháng sau kỳ đại hội võ thuật thì ông ta mới ra tay, nhưng đã bị cao thủ may mắn sống sót của nhà họ Tô chúng ta đánh lui, chạy trối chết. Mặc dù ông ta không có đạt được ý đồ nhưng trước lúc đi, ông ta đã hạ độc cha bằng loại độc kỳ lạ, cửu âm hóa công tán. Độc này không hình không vị, không có thuốc giải cũng không ai trị được, người bị trúng độc, võ công sẽ nhanh chóng biến mất, sau đó sẽ bạo thể mà chết. Tô Thần Binh vẻ mặt áy náy, ông ta nói tiếp, lần này vị cao thủ đó may mắn sống sót, vì giúp cha áp chế cửu âm hóa công tán trong cơ thể mà không tiếc để hồ quán đỉnh, truyền toàn bộ chân khí cho cha, muốn mượn cơ hội này để áp chế triệt để chất độc. Nhưng trong thiên hạ kỳ độc, cửu âm hóa công tán có thể xếp trong top 3, dĩ nhiên đâu phải kiểu có tiếng mà không có miếng. Tô Thần Binh nói, cho dù cha bị trúng để hồ quán đỉnh, thực lực đã đặt nửa bước chân vào thần tông thì vẫn không thể nào áp chế độc tố trong cơ thể. Mắt thấy chân khí của cha mất đi từng chút, không quá 24 giờ cha thật sự sẽ kiệt sức bạo thể mà chết, mẹ con không đành lòng mà đã nghĩ ra một cách. Tô Thần Binh nói tiếp. Mẹ con là con gái của Sơn chủ Thái Sơn, từ nhỏ đã được coi trọng, gần như đều đã ăn đủ loại thứ tốt có lợi cho tu hành. Lúc còn nhỏ, bà ấy đã ăn qua mật rắn của một con rắn biến dị, sức khỏe được cải thiện rất lớn, cho nên thiên phú võ đạo mạnh đến khó tin. Không chỉ như thế, bà ấy còn nhận ra bản thân có được thể chất mà các loại độc không xâm nhập được. Tô Thần Binh nói tiếp, vì cứu cha mà bà ấy đã đưa toàn bộ độc tố cửu âm hóa công tán vào trong người mình. Muốn tự mình chống chọi với cửu âm hóa công tán. Nhưng độc này quá kỳ lạ, mặc dù thể chất của Ngọc Yến không giống người thường, nhưng cũng không thể áp chế được, chân khí dần mất đi, cuối cùng cũng như bao người khác trở thành một cô gái bình thường. Nhưng may mắn là, bà ấy không có bạo thể mà chết, chỉ mất hết chân khí, nếu không cha sẽ áy náy cả đời. Mà cha, thân thể bị cửu âm hóa công tán tàn phá trước đây đã để lại tai họa ngầm. Mặc dù độc tố đã được hút ra khỏi thân thể, nhưng thực lực lại chẳng còn bao nhiêu, vốn dĩ đã đặt nửa bước chân vào thần tông cảnh lại nhanh chóng rơi vào hóa kình. Tô Thần Binh thở dài một hơi nói, kết quả cuối cùng chính là, vị cao nhân hùng mạnh của nhà họ Tô kia vì để hồ quán đỉnh mà triệt để mất đi chân khí, trở thành người bình thường. Ngọc Yến cũng vì cứu cha mà gặp rắc rối với cửu âm hóa công tán, trở thành người thường như bao người khác. Chỉ có cha là còn sót lại một tia thực lực, hóa kình đỉnh phong, ha ha ha, hóa kình đỉnh phong. Tô Thần Binh buồn bã nói, 3 tháng trước,
Cha vô cùng ngạc nhiên khi ở hội võ Bách Tông vẫn còn là một tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng hôm nay lại là hóa kình đỉnh phong. Sự chênh lệch quá mức này khiến cho tâm trạng cha bùng nổ, là mẹ con an ủi cha vào khoảng thời gian đó. Điều đáng nói là, mặc dù Ngọc Yến mất đi võ công trở thành người bình thường, nhưng chẳng những không hề buồn bã mà còn giống như thở phào nhẹ nhõm, trở nên không giống trước kia nữa, nụ cười trên môi cũng nhiều hơn. Về chuyện này cha vô cùng khó hiểu, nhưng hỏi ra mới biết, do bà ấy đã mệt rồi. Tô Thần Binh nói tiếp, từ khi sinh ra đến nay, Ngọc Yến giống như một cỗ máy, dưới sự dạy dỗ của Thạch Hạo Hãn mà tu luyện hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Nhưng điều này không phải là cái bà ấy muốn. Bà ấy không muốn kế thừa vị trí sơn chủ Thái Sơn, không muốn tu luyện vất vả như vậy, bà ấy cũng muốn như những người phụ nữ bình thường khác, muốn sống một cuộc sống nhẹ nhàng vui vẻ. Nhưng Thạch Hạo Hãn lại nói cho bà biết, gánh nặng trên vai bà ấy rất nặng, bà ấy phải gánh vác toàn bộ tương lai của vùng đất tế trời, cho nên bà ấy chỉ có thể cắn răng kiên trì, dần dà, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Tô Thần Binh nói tiếp, bây giờ trở thành người bình thường, bà ấy bỗng nhiên thoải mái, gánh nặng trên vai cũng biến mất tăm. Những ngày tiếp theo, tình cảm của cha và mẹ con nhanh chóng trở nên nhiệt huyết, kết hôn, sinh con, vui vẻ hòa thuận. Tô Thần Binh đắm chìm vào đoạn hồi ức này, khóe miệng khẽ nhếch lên, thật sự rất vui vẻ. Cha! Nhưng Tô Thương lại tràn đầy lo lắng hỏi, nhưng lão độc vật ở vùng núi nơi thâm sâu vân vụ kia đã chạy trốn rồi, chẳng lẽ sau này ông ta sẽ không đến gây phiền toái nữa sao, hoặc là ông ta không đem tin tức nhà họ Tô ở Giang Bắc chính là nhà họ Tô truyền ở Côn Luân đến giới luyện võ sao? Ông ta không dám. Tô Thần Binh lấy lại tinh thần. Lạnh lùng nói, ông ta không hề biết, đệ uẩn nhà họ Tô may mắn sống sót vì cứu cha mà hao hết chân khí. Ở trong mắt lão độc vật, người kia nhà họ Tô chúng ta vẫn đang ở đỉnh phong. Lúc ở hội võ Bách Tông trước đây, sở dĩ các tông phái lớn không dám ra tay với cha cũng bởi vì kiêng kỵ bà ấy. Bởi vì chỉ cần bà ấy tức giận bộc phát toàn bộ thực lực, thì ba thế lực lớn đỉnh nhất như vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa biển và núi. Vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, ít nhất bà ấy cũng giết được một thế lực. Tô Thần Binh nói tiếp, nhưng với sức lực của bà thì cũng chỉ giết sạch được một thế lực thôi. Nếu như ba thế lực lớn liên thủ thì vẫn có thể xóa sổ. Có điều các tông phái lớn cũng không có ai dám làm người dẫn đầu này, sợ chọc giận bà ấy sẽ tự mình rước phải tai họa thảm khốc. Ngày đó lúc lão độc vật chạy trốn, người may mắn sống sót nhà họ Tô đã nói rồi. Cảnh cáo ông ta đừng đặt chân vào nhà họ Tô nữa, cũng đừng để lộ tin tức ra ngoài, nếu không bà ấy sẽ vô cùng điên tiết, cho dù có chết cũng sẽ tiêu diệt vùng núi nơi thâm sâu vân vụ. Tô Thần Binh nói tiếp, cho nên lão độc vật mới chạy trốn thảm hại như vậy, đồng thời cũng không dám nói một chữ ra bên ngoài. Thì ra là như vậy. Tô Thương hiểu được, gật đầu nói, cao thủ may mắn còn sống sót của nhà chúng ta kia gần giống như một viên đạn hạt nhân. Ai cũng không muốn kích nổ bà ấy, tránh cho cá chết lưới rách. Tô Thần Binh khẽ gật đầu, sau đó tự trách, đáng tiếc, bà ấy đã mất hết chân khí, mẹ con cũng bởi vì cha mới trở thành người thường. Có đôi khi cha hay suy nghĩ, nếu lúc trước cha không tham gia hội võ Bách Tông thì tốt rồi, nếu như thế bọn họ sẽ không biến thành như vậy. Đều do cha tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cứ luôn muốn nổi bật, ai, đều tại cha. Cha đừng tự trách mình nữa. Tô Thương an ủi nói, đâu ai muốn như vậy đâu. Và lại, ở hội võ Bách Tông cha đoạt được vị trí đầu bảng, làm khiếp sợ giới luyện võ, hơn nữa còn giết mấy cao thủ trẻ tuổi, xem như là thu chút lợi cho nhà họ Tô, Côn Luân chúng ta. Với lại, mất đi võ công đối với mẹ ta mà nói cũng không phải chuyện xấu, bà ấy rất hài lòng với cuộc sống sau này mà, không phải sao? Tô Thương cười nói, huống hồ gì, nếu cha không đi hội võ Bách Tông thì sao quen biết được mẹ của con chứ? Con nói cũng đúng. Tô Thần Binh gật đầu, sau đó vẫn nghiêm túc cảnh cáo Tô Thương, mặc dù bây giờ con còn khá kém cỏi, nhưng hãy nhớ kỹ, cho dù bất cứ lúc nào cũng không được để lộ thực lực chân chính của mình, cũng đừng quá xúc động, thích nổi bật quá cũng không phải là chuyện tốt, giả heo ăn thịt hổ mới là chân lý. Cha con đã nếm qua bao bài học xương máu, đây đều là kinh nghiệm, con nhất định phải coi nó là một bài học. Tô Thần Binh nhìn Tô Thương, dặn dò có nghe thấy không?
Con Đường Đường là tiên đế tu luyện 10 vạn năm, nửa đời trước đều tùy tiện bừa bãi, chuyện này còn cần cha dạy sao? Tô Thương cười cười, sau đó bĩu môi nói, ầy cha, chuyện này chán phèo, không phải con trở nên mạnh mẽ đều nhờ Diễu Võ Dương Oai sao? Nói bậy. Tô Thần Binh nghiêm túc nói, đó đều là thứ trống rỗng, chẳng có tác dụng gì. Nếu có một ngày con trở nên mạnh mẽ nhất định phải khiêm tốn như cũ, đừng nói cho người khác biết, như vậy mới có thể gây bất ngờ làm cho người khác không kịp đề phòng, đã nghe rõ chưa? Không nói cho cả ông nội luôn sao? Tô Thương nhìn không được hỏi. Mẹ kiếp! Tô Thần Binh nghe vậy, nhất thời nghiệm mặt nói, Tô Thương, nếu con thật sự có thể làm được chuyện này, cha con đây sẽ giơ ngón cái với con, chứng tỏ con đã chân chính học được ẩn nhẫn, so với con, cha đây còn nham hiểm. À không phải, cha đây thông minh hơn con nhiều. Khụ khụ, cha, vậy đến lúc đó cha cũng không được tức giận. Tô Thương cười nói. Không đâu, cha vui mừng còn không kịp. Tô Thần Binh tươi cười nói. Ừm, con nhớ rồi. Tô Thương nở nụ cười, sau đó nói cha, để con xem cơ thể của cha có khả năng khôi phục hay không, con đã học y thuật với Hoa Thần Y Hoa Thời Mạc ở trường mấy ngày nay. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tô Thần Binh đen mặt nói, con với cha làm chuyện vô nghĩa à? Cửu Âm Hóa Công tán thiên hạ đều biết, đừng nói người kiến thức nông cạn như con, mà chính người tài giỏi của kinh thành Trương Thần Y Trương Trọng Ngu cũng phải bó tay. Lúc trước cha không cam lòng, dù sao cha cũng là truyền nhân duy nhất của nhà họ Tôn, Côn Luân. Toàn thể nhà họ Tô hơn trăm mạng người, nhưng tất cả đều bị tông phái võ thuật gạt bỏ, cha nhất định phải báo thù rửa hận cho bọn họ, để cho những tông phái võ thuật kia phải trả lại gấp trăm lần. Tô Thần Binh nói tiếp, cho nên, cha tìm y sư chẩn bệnh khắp nơi, nhưng dù là thần y có tên tuổi ra sao khi nghe đến Cửu Âm Hóa Công tán, thì tất cả đều từ chối chữa trị cho cha. Vừa hay lúc đó chiến tranh nổi lên khắp nơi, chiến tranh vùng biên giới xảy ra không ngừng, ông nội con lập tức cho cha đi lính. Lúc đó cha nghĩ, biết đâu trong lúc giết chóc có thể tìm được cơ hội, nên lập tức đồng ý. Tô Thần Binh nói tiếp, khoảng thời gian mấy năm đó, cha giết chóc khắp nơi trên chiến trường, tư thế anh hùng, khí thế hiên ngang đủ sức nuốt chửng quân thù trên ngàn dặm. Ban đầu thật sự có hiệu quả, thực lực của cha đã khôi phục đến địa tông sơ kỳ, dần già là địa tông hậu kỳ, địa tông đỉnh phong. Tô Thần Binh nói tiếp, các nước quy định, người luyện võ từ tông sư trở lên không được tham chiến tranh đất nước, cho nên sau khi khôi phục đến địa tông đỉnh phong thì cha không ra tay giết địch nữa, thay vào đó là trấn giữ tướng trung, điều động binh tướng, vạch ra kế hoạch chiến đấu, giành chiến thắng đạt được danh hiệu Tô Soái. Hơn thế nữa còn có một nguyên nhân. Sau khi đạt đến địa tông đỉnh phong cha phát hiện thân thể của mình lại xảy ra vấn đề, không chỉ không cách nào nâng cao sức mạnh mà còn bắt đầu thụt lùi. Tô Thần Binh cười khổ nói, vỏn vẹn chỉ qua mấy tháng, cha lại trở lại hóa kình đỉnh phong lần nữa, sau đó thì giữ vững ở hóa kình hậu kỳ. Hơn nữa có một nhân vật lớn ở kinh thành thấy cha có công lao quá lớn nên lo sợ, dần chèn ép thế lực của cha, cho nên cha lựa chọn lui về ở ẩn. Tô Thần Binh lắc đầu nói, cho nên mới nói, Tô Thương, con khám cho cha cũng vô dụng. Cứ thử xem, biết đâu con chữa được thì sao? Tô Thương tươi cười, ánh mắt cẩn thận đánh giá cơ thể Tô Thần Binh. Trước đây, anh đã kiểm tra cơ thể của cha mình không chỉ một lần, nhưng không tìm thấy bất thường nào trong cơ thể của cha mình. Có điều lúc này đây Tô Thương hết sức chăm chú, cuối cùng cũng có phát hiện mới. Độc tố này đã xâm nhập sâu vào tận xương tủy, khó trách lúc trước con không nhận ra. Tô Thương nghĩ thầm, nói vậy lúc trước mẹ không thể nào hút sạch Cửu Âm Hóa Công tán ra ngoài, một chút độc tố đã xâm nhập tận xương tủy này vẫn ở lại trong cơ thể cha. May mắn độc tố rất ít, nếu không cha chắc chắn đã bỏ mạng. Cha đã nói cha từng khôi phục lại địa tông đỉnh phong, có lẽ là chân khí khổng lồ của địa tông đỉnh phong đã kích thích độc tố trong nằm sâu trong tận xương tủy. Cho nên mới khiến cho cảnh giới của cha lại thụt lùi, mà cả đời không cách nào tăng lên. Độc tố này nằm trong tay mình cũng không tính là cái gì, có thể dùng linh khí xóa bỏ một cách dễ dàng. Có điều thực lực của cha vượt qua thiên tông, lại không thể nào khôi phục lại được nữa. Tô Thương cười cười, thầm nghĩ, như thế cũng hay, nhổ cỏ tận gốc, có thể khiến cho cha từ bỏ hệ võ thuật, thay đổi thành tu chân.
Mặc dù thiên phú của cha không bằng Vương Phú Quý sở hữu thái ly kiếm thể, nhưng cũng không tệ. Nếu như năng lượng thạch dồi dào thì chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Tô Thương hạ quyết tâm xong thì thở phào nhẹ nhõm, quyết định chờ sau khi luyện chế sinh cốt đan chữa khỏi vết thương của cha xong, sẽ giúp cha bước chân vào đội ngũ tu chân. Được rồi, đừng lo lắng cho cơ thể của cha nữa, con không đủ sức đâu. Vừa rồi nói đến đâu rồi, bộ bây giờ con còn nghi ngờ gì sao? Tô Thần Binh thản nhiên cười nói. Cha à! Tô Thương phản ứng lại, trong lòng thật đúng là có chỗ khó hiểu, cho nên hỏi, thế lực hủy diệt nhà họ Tô Côn Luân có những nơi nào vậy, vùng đất tế trời, có trong đó hay không? Nghe xong chuyện của cha, Tô Thương đã thay thế vào trong đó, trong lòng vô cùng tức giận, đây là mối thù xuất phát từ huyết mạch. Trả thù. Bản thân thân là truyền nhân nhà họ Tô, nhất định phải báo thù cho người nhà họ Tô đã chết thảm năm đó. Các tông phái lớn trong giới luyện võ, ít nhất có tới 9 phần tham gia bao vây năm đó. Tô Thần Binh nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, nhất là lão độc vật của vùng núi nơi thâm sâu Vân Vũ đích thân ra quân, đúng là đáng hận vô cùng. Ngoài ra còn có một thế lực nữa, đó chính là dòng họ Bắc Hải Tây Môn. Trong giới luyện võ, dòng họ Tây Môn là bộ tộc mạnh nhất tồn tại với hình thức dòng họ. Năm đó, gia chủ Tây Môn Ngọc Lâu thuộc dòng họ Tây Môn ra tay tàn nhẫn nhất, trên tay nhuốm đầy máu tổ tiên nhà họ Tô. Tô Thần Binh nghiến răng nghiến lợi nói, thậm chí dòng họ Tây Môn sau khi tiêu diệt nhà họ Tô thì lập tức chiếm đoạt tài sản đất đai, chuyển vào núi Côn Luân. Nếu không phải Đệ Uẩn, người may mắn còn sống sót của nhà họ Tô chúng ta còn phải bảo vệ giúp cha trưởng thành, thì ông ấy đã sớm đánh giết vào Côn Luân rồi. Đáng tiếc. Ông của bà ấy bây giờ đã biến thành người thường, không đủ sức lực. Tô Thần Binh thở dài một hơi, sau đó nhắc tới vùng núi tế trời, về phần Thái Sơn thì lại không có tham gia vào, dù sao Thái Sơn cũng là chính phái có tiếng tăm, nổi tiếng đứng đầu thiên hạ. Nói như vậy, điều đáng nói chính là thiên cơ môn của núi Võ Đang cũng chưa từng tham gia, thậm chí năm đó ông nội con có thể chạy thoát thân cũng nhờ vào lão môn chủ của thiên cơ môn âm thầm chỉ dẫn. Tô Thần Binh nói tiếp, lão môn chủ của thiên cơ môn này không biết đang có ý định gì, mà trước giờ luôn lấy lòng nhà họ Tô húng ta, chỉ là không dám công khai đối địch với các tông phái lớn mà thôi. Đúng rồi, Tô Thương, con cũng biết chuyện ông nội con và Tô Huyền Thiên kết nghĩa, ông nội con cảm thấy Tô Huyền Thiên là tông sư trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, cho nên mặt dày kéo gần quan hệ, vì thế không ngại mặt mất mặt để kết nghĩa. Tô Thần Binh cười hỏi. Nhưng hôm nay nghe xong chuyện cha nói, con có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Thật ra tông sư võ thuật hơn 20 tuổi cũng không hẳn là cái gì, mà sao ông nội con lại vội vàng kết giao? À! Tô Thương dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này lập tức gật đầu, khó hiểu nói, đúng vậy, cha, sao chuyện này không hợp lý vậy? Tô Thần Binh không giấu giếm, thành thật nói, cha có bí mật hỏi ông nội con thử. Ông ấy nói cho cha biết năm đó lão môn chủ thiên cơ môn từng nói với ông ấy, rằng tương lai ông ấy sẽ gặp được một người tên là Tô Huyền Thiên, người này là tia hy vọng vùng dậy khỏi đổ nát của nhà họ Tô. Nhưng ông nội con chờ hơn 100 năm mà vẫn không có đợi được. Vốn tưởng rằng lão môn chủ đang lừa gạt ông ấy nên đã nản lòng thoái chí, nhưng không nghĩ tới gần đây Giang Bắc thật sự xuất hiện một Tô Huyền Thiên, ông nội con đương nhiên kích động. Để kéo Tô Huyền Thiên vào trận doanh nhà họ Tô mà không hề tiếc lựa chọn kết nghĩa với Tô Huyền Thiên. Tô Thần Binh cười nói, sự thật đã chứng minh rằng lão môn chủ không tính sai, Tô Huyền Thiên vốn dĩ không phải là cảnh giới tông sư, cậu ta có thể giết chết địa tông hậu kỳ, thậm chí xóa bỏ cảnh giới thiên tông của Đoạn Tứ Hải, thủ đoạn vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, có lẽ thân phận điện chủ Dược Vương Điện là dựa vào quan hệ kết nghĩa, cậu ta thật sự có thể đưa nhà họ Tô trở lại đỉnh cao. Tạo dựng lại huy hoàng. Thiên cơ môn. Lão môn chủ. Tô Thương nghe nói như vậy thì khẽ nhíu mày. Rốt cuộc người này có lai lịch gì mà lại tính đến chuyện hơn 100 năm sau? Thiên cơ môn, bói toán thiên cơ sao? Ha ha. Thế giới này ngày càng thú vị. Theo như lời cha nói, lão chủ thiên cơ môn này có thể dự đoán được hơn 100 năm sau. Sẽ xuất hiện một người gọi là Tô Huyền Thiên. Loại năng lực này, thật không dễ tưởng tượng, cho dù là ở Huyền Thiên Tiên Vực,
cũng cực ít người có thể làm được. Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc tiên đoán, một vài nhà tiên tri tự xưng là có thể đoán trước được tương lai, nhưng cơ bản đều là lừa gạt người. Tương lai là không cố định, chỉ cần phát sinh một vài chuyện nhỏ thôi cũng có khả năng làm thay đổi lớn cả một tương lai sắp tới. Đây được gọi là hiệu ứng cánh bướm. Mà lão môn chủ Thiên Cơ môn đã đoán chính xác tương lai Tô Huyền Thiên sẽ xuất hiện, chắc là có chút tài tình. Núi Võ Đang, Thiên Cơ môn, có cơ hội nhất định phải đến thăm hỏi, để xem cuối cùng lão môn chủ đó rốt cuộc là ai. Tô Thương nghĩ thầm, khóe miệng hơi nhếch lên. Bây giờ, những nghi ngờ trong lòng anh ấy đã gần như biến mất, đồng thời cũng chốt lại được kẻ thù của gia đình rồi. Lão độc vật ở vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, Tây Môn Ngọc Lâu của gia tộc Tây Môn. Mặc dù rất nhiều tông phái vây đánh nhà họ Tô ở Côn Luân, nhưng hai thế lực này là nổi bật nhất. Nhất là lão độc vật, nghe cha nói, trên tay người này dính đầy máu của tổ tiên nhà họ Tô. Hơn nữa, hơn 20 năm trước, lão độc vật lại hạ độc vào người cha, không chỉ làm cho cha trở thành phế vật, đến cả mẹ và trụ cột của nhà họ Tô cũng bị ảnh hưởng. Người này nhất định phải chết, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, nhất định phải trả giá đắt. Còn về gia tộc Tây Môn, ha ha, đúng là tu hú chiếm tổ chim khách, dám chiếm đoạt địa bàn của nhà họ Tô ở Côn Luân, còn tự tay giết nhiều tổ tiên nhà họ Tô nữa, loại này cũng không thể bỏ qua được. Tất nhiên, ngoài hai nơi này ra, phàm là những tông phái nào tham gia diệt trừ nhà họ Tô ở Côn Luân, Tô Thương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Món nợ này, từ từ sẽ thanh toán hết. Còn có vùng núi Tế Trời. Mặc dù không tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân, nhưng lại giam lỏng mẹ nhiều năm như thế. Tô Thương quyết định tiên lễ hậu binh, lấy được vị trí thứ nhất ở đại hội võ thuật của trăm tông phái, đi đến vùng núi Tế Trời đưa mẹ đi. Tiên lễ hậu binh, trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến bạo lực. Nếu như Sơn chủ Thái Sơn không đồng ý, vẫn nhất định ngăn cản, thì Tô Thương này cũng sẽ không khách khí nữa. Tô Thương, con đang nghĩ gì vậy? Tô thần binh nhìn thấy Tô Thương thất thần, liền hỏi. Tô Thương lấy lại tinh thần, sau đó thuận miệng nói ra cha, năm đó cha đi tham gia đại hội võ thuật của trăm tông phái. Ngầu như vậy, con đang nghĩ, lần này con có nên tham gia hay không, để đi lại con đường của cha đã đi đó. Con! Tô thần binh nhìn Tô Thương, nhịn không được mà nói ra, con trai, đừng trách cha không nói trước. Với thực của con thì đến đại hội võ thuật của trăm tông phái, có lẽ đã bị loại từ vòng đầu tiên rồi. Có cần sỉ nhục con đến vậy không? Tô Thương sờ sờ mũi rồi cười khổ. Con thử nhìn lại mình xem, con thật sự đáng bị sỉ nhục như vậy mà. Tô thần binh chân thành nói, lúc trước, con nhờ vào thông thần đan của nhà họ Lý, mới bước chân vào con đường luyện võ, bây giờ giỏi lắm cũng chỉ ở hóa kình hậu kỳ. Tiêu chuẩn của đại hội võ thuật của trăm tông phái, thấp nhất cũng là địa tông, con còn cách xa lắm. Nếu là chú Huyền Thiên tham gia, thì lại không vấn đề gì. Nói đến đây, Tô thần binh liền cười nói, với thực lực của chú Huyền Thiên, có thể đánh bại Thiên Tông sơ kỳ, nếu không có gì ngoài ý muốn, cứ thuận theo quy luật bình thường thì chú ấy có thể có khả năng đứng đầu rồi. Tô thần binh khẽ lắc đầu, sau đó nhìn Tô Thương nói, Tô Thương, dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi nha, thực lực của con yếu quá, không cần qua đó làm gì cho mất mặt. Con! Tô Thương đón nhận ánh mắt của cha, nhịn không được mà nói thêm vào cha, cha nói xem, có thể có khả năng con chính là Tô Huyền Thiên hay không? Con là Tô Huyền Thiên. Tô thần binh dừng một chút, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tô Thương, sau đó tức giận mắng to, mày là đứa ngu ngốc. Tô Thương, thằng danh con này! Mày thấy tao đang nằm trên cáng cứu thương, không đánh được mày phải không, dám trả treo với ông đây hả? Tô thần binh tức giận thở hổn hển nói, mày nếu thật sự là Tô Huyền Thiên, thế tao gọi mày là gì hả? Gọi là chú, ông nội mày kết nghĩa anh em với mày sao? Đồ hỗn láo, lần sau không cho phép mày lấy chuyện này ra nói đùa nữa, nếu không thì tao với ông nội mày, không thể không chặt đứt chân mày. Tô thần binh hung hăng nói. Được được được, không đùa nữa. Tô Thương nhất thời thấy đau đầu thật sự, mình chỉ mới thăm dò một chút ý của cha thôi, mà không nghĩ cha lại phản ứng mạnh như vậy. Như vậy còn tạm được. Tô thần binh gật gật đầu,
sau đó dặn, những gì nên nói cha đều nói hết cho con nghe rồi, Tô Thương, có lẽ bây giờ con cũng thấy cực kỳ tức giận, căm hận lão độc vật, căm hận gia tộc Tây Môn, căm hận các tông phái lớn, nhưng con nhất định phải nhớ kỹ, đừng có để lộ ra ngoài. Thực lực của con bây giờ quá yếu, trong mắt bọn chúng chỉ như là sâu bọ thôi, con phải che giấu đi cảm xúc của mình, nếu có một ngày con trở nên có quyền thế rồi, hoặc là con trở nên mạnh mẽ hơn, thì hãy lấy những năng lực sấm sét đó mà tìm chúng báo thù, không cho chúng có cơ hội phản ứng lại. Tô Thần Binh dặn dò nói, bây giờ, việc con nên làm là giấu mình thật kỹ, lấy những nỗi hận giấu hết tận đáy lòng, đừng nói cho bất kỳ ai biết, đồng thời con cũng không cần nổi nóng, phiền muộn, hay tức giận. Trước khi hoàn toàn có được thực lực mạnh mẽ, thì tất cả những phẫn nộ, tức giận, đều là không thể biểu hiện ra ngoài, vì có thể hiện ra thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì hết. Con chỉ cần nhớ kỹ, con có thù lớn chưa trả là được, tuyệt đối đừng làm cuộc sống bây giờ của con thay đổi quá lớn. Tô Thần Binh nhìn Tô Thương, ý tứ sâu xa mà nói, con nghe rõ chưa hả? Vâng, cha yên tâm đi, tâm trạng của con vẫn tốt lắm. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, liền dò hỏi, cha, năm đó ông Cố Tô Vô Kỵ rốt cuộc là đã tu luyện loại võ thuật gì, sao lại có thể mạnh như thế, một mình trấn áp tất cả. Chuyện này, cha cũng không biết nên trả lời con thế nào. Tô Thần Binh thở dài một hơi, nói cha cũng đã từng hỏi ông nội con vấn đề giống như vậy. Mà ông nội con, cũng hỏi ông cố con, vấn đề y chang như thế. Tô Thần Binh nói tiếp, ông cố của con không trả lời, chỉ nói là ông ấy đang truy tìm tiền nhân, đi trên con đường cổ đại đã biến mất hơn 2000 năm rồi. Điểm cuối con đường này, ông ấy cũng không biết là cái gì, nhưng nhất định là đầy ẩn số, nếu không thì những tiền nhân đó cũng không thể biến mất hoàn toàn như vậy được. Vì thế, ông ấy không đem những thứ mà mình đã tu luyện truyền lại cho ông nội con, muốn cho ông nội con bình an cả đời, không muốn liên quan đến chuyện này. Tô Thần Binh nhìn Tô Thương, tiếp tục nói, ông nội con cũng trả lời cha như thế, bây giờ cha cũng trả lời con y như vậy. Có điều cha có thể khẳng định một điều, những thứ đồ tu luyện của ông Cố Tô Vô Kỵ con, nhất định có liên quan đến những chiến sĩ luyện khí thời thượng cổ, ông ấy có 8, 9 phần, chính là chiến sĩ luyện khí, hoặc có thể gọi là người tu chân. Tô Thần Binh nghiêm túc nói, các đại tông phái cũng cho là như thế, vì thế hơn 100 năm trước, sau khi ông Cố Tô Vô Kỵ của con mất tích, các tông phái lớn liền tụ tập ở núi Côn Luân, vây quét nhà họ Tô, mục đích của chúng là muốn tìm đến những phương pháp tu hành của chiến sĩ luyện khí thời thượng cổ. Cha đoán chắc là đúng đó. Tô Thương gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi, ông cố nội này, cuối cùng là đi đến đâu, hơn 100 năm rồi, tới giờ ông ấy vẫn chưa từng trở về sao? Nghe đến đây, Tô Thần Binh nhìn Tô Thương chăm chú, nghiêm túc nói có, ông cố của con, ông ấy đã từng trở lại rồi. Đã từng trở lại. Tô Thương nhất thời giữ vững tinh thần, khuôn mặt tràn đầy mong chờ nhìn cha, dò hỏi, thế ông cố nội có nói gì không, ông ấy không tìm những tông phái lớn báo thù sao? Con đừng vội, từ từ nghe cha nói. Tô Thần Binh nhớ lại, nói ra, những lời cha sắp nói, đều là ông nội của con đã nói cho cha nghe. Khoảng 30 năm sau, khi nhà họ Tô bị tiêu diệt ở Côn Luân, khi đó ông nội con hơn 50 tuổi, chưa tìm được vợ, vẫn đang tham gia trận chiến. Tô Thần Binh tiếp tục nói, lúc ấy ông nội con đã là cao thủ địa tông, nhưng giữa các nước lại chưa có sự thống nhất, thời đó cao thủ địa tông có thể tùy ý ra tay. Chỉ là, các tông phái lớn của giới luyện võ, đều đóng cửa ở ẩn, không ai quan tâm đến khó khăn của dân chúng, để mặc cho các nước hoành hành ức hiếp người dân nước Hoa. Những chuyện này, không nhắc đến cũng được. Tô Thần Binh nói tiếp, còn về ông nội con, cảnh giới địa tông, ở chiến trường hào quang rực rỡ, gần như là không ai cản nổi. Có điều trong doanh trại của nước kẻ thù, cũng có cao thủ cảnh giới này, hai người cùng ra trận, ông nội con đánh không lại, bị bà ấy đánh bị thương, hấp hối. Trụ cột nhà họ Tô chúng ta, lúc ấy cũng ở hiện trường, nhưng lần đó, tướng soái trấn giữ trong quân địch, là đệ nhất cao thủ trăm năm của nước kẻ thù, người đó đã đối phó với trụ cột nhà họ Tô. Còn về hai vị tướng địa tông khác, liền thừa cơ tiến lên, định xóa sổ ông nội Tô Kiền Khôn của con.
Nói đến đây, Tô Thần Binh bỗng chuyển hướng, nghiêm túc nói, đúng lúc này, ông cố của con, Tô Vô Kỵ đã đến. Thực lực của ông ấy, vẫn mạnh mẽ như cũ, vốn dĩ không hề ra tay, mà chỉ là dùng khí tại hiện trường, để nghiền ép hết tất cả mọi người. Mấy chục vạn quân địch, toàn bộ đều mất hết khả năng chiến đấu, tướng soái đang gây khó dễ với trụ cột nhà họ Tô kia may mắn còn sống sót nhưng cũng cùng lúc nằm bò xuống đất. Tô Vô Kỵ giống như một vị quân vương, nhìn xuống chúng sinh, vạn người thờ phụng. Tô Thần Binh nói tiếp, chỉ là khi đó ông cố của con giống như bị đần độn rồi, vẻn vẻn chỉ liếc nhìn ông nội con một chút, rồi sau đó nhún người biến mất. Đần độn, Tô Thương nghe vậy, khẽ nhíu mày. Đúng vậy, đây là do ông nội nói cho cha biết, chắc là không sai đâu. Tô Thần Binh tiếp tục nói, không chỉ có đần độn đâu, ông nội con lúc ấy còn gầy trơ xương, toàn thân toàn là vết thương, thậm chí có những vết thương còn biến thành màu đen, giống như là do sấm sét đánh, như thể đã bị tàn phá một cách vô nhân đạo. Cái gì? Tô Thương nghi ngờ nói cha, không phải cha nói ông cố con là một người có thể làm kinh hoàng toàn bộ giới luyện võ hay sao? Không ai là đối thủ của ông ấy, trên trời dưới đất, chỉ có mình ông ấy là duy nhất, ai có thể làm ông ấy bị thương được chứ? Không rõ nữa, cha chuyện gì cũng không biết, ông nội con cũng thế, chuyện gì cũng không hiểu được. Tô Thần Binh lắc đầu nói, từ đó về sau, ông cố của con chưa từng xuất hiện lại, chớp mắt đã trên dưới trăm năm trôi qua rồi, chắc hẳn ông ấy đã chết rồi. Cha đoán, ông nội con là lúc luyện công đã bị có thể bị tẩu hỏa nhập ma, ai ya, mạnh mẽ cả một thế hệ, kết thúc thật ảm đạm. Nói xong lời cuối cùng, Tô Thần Binh nhìn không được mà xúc động. Có điều, Tô Thương bên cạnh, lại rơi vào trầm tư. Nếu như ông cố Tô Vô Kỵ là người tu chân, như vậy đã hơn 100 năm trôi qua, tuổi thọ chắc chắc không tiêu hao. Còn về chuyện luyện công tẩu hỏa nhập ma, nghe cha kể triệu chứng như thế, hình như không phải. Vết thương làm cháy đen, mờ ảo như tia chớp. Chẳng lẽ trước khi ông cố xuất hiện lần cuối, vừa trải qua đại nạn lôi kiếp sao? Tên Tô Vô Kỵ, vang danh giới cổ võ, kinh hoàng một thời đại, trên trời dưới đất, ai có thể làm ông ấy bị thương chứ? Nếu như cái gọi là trụ cột của những tông phái cổ võ kia, có thể khống chế Tô Vô Kỵ, làm sao có thể tùy ý để Tô Vô Kỵ xâm nhập vào tông phái của mình, chơi đùa các vật chí bảo của tông phái mình chứ? Chắc hẳn, Tô Vô Kỵ đã đạt đến được một trình độ cường hãn nào đó, mà tất cả mọi người trong giới luyện võ không có cách nào có thể đạt được trình độ đó. Như vậy vết thương trên người Tô Vô Kỵ không phải là do người khác gây ra, thật sự là đã vượt qua lôi kiếp rồi sao? Lực quản lý ở trái đất khá yếu, trúc cơ cũng có thể bay lên không trung. Tô Thương thầm nghĩ, có điều, mình cảm nhận được, trái đất giống như một nguồn năng lượng thần bí. Chính là bởi vì sức mạnh này mà linh khí địa cầu cạn kiệt, linh khí trên không trung cũng rất ít. Hơn nữa, nguồn năng lượng này, ở khắp mọi nơi, làm cho người tu chân muốn thăng cấp cực kỳ khó khăn. Tô Thương tiếp tục nói, xuất hiện lôi kiếp, ít nhất cũng tu luyện đến cảnh giới trúc cơ, không ngờ rằng thời kỳ mạt pháp, với sức của một mình ông cố, thế mà đặt chân được đến trúc cơ, thiên phú thật sự khủng khiếp. Người tu chân cảnh giới trúc cơ, bình thường tuổi thọ là từ khoảng 500 tuổi đến 600 tuổi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì ông cố vẫn còn sống, chỉ là không biết đã đi đâu thôi. Tô Thương bỗng nhiên đầy mong chờ, không biết bây giờ ông cố đã trở thành hình dáng thế nào, thật muốn gặp ông ấy quá. Trái đất ở thời kỳ mạt pháp, linh khí cạn kiệt. Trong hoàn cảnh như vậy, một người bình thường lại có thể đi ngược lại quy luật trời đất, đặt chân lên trúc cơ, thật làm người khác khó mà tưởng tượng được. Tô Thương, được rồi, gọi Tiêu Đình về đi, đến lúc về trang viên rồi. Lúc này, Tô Thần Binh mở miệng nói ra, đồng thời cũng nhấn mạnh nhắc nhở, chuyện cha chửi bậy nói ông nội con là phế vật, con đừng có lỡ miệng, nếu không cha không để yên cho con đâu. Ha ha, cha yên tâm đi, con rất kín miệng. Tô Thương cười cười, sau đó liền gọi Tiêu Đình tới, hai người khiêng Tô Thần Binh, đi xuống chân núi. Uầy, Tiêu Đình, thực lực của cậu hình như có tiến bộ hơn rồi, tôi nhìn khí huyết trong cơ thể cậu như hồng hào hơn, đặt chân đến cảnh giới gì rồi, lẽ nào là đặt chân đến cảnh giới tông sư rồi sao? Bỗng nhiên Tô Thần Binh hỏi.
Cảnh giới tông sư. Ông chủ, tôi đã sớm không tu luyện cổ võ nữa rồi, bây giờ thực lực của tôi, có thể nghiền ép địa tông. Tiêu Đình thầm nghĩ đến, ngoài mặt không nói ra, vì anh ấy đã đồng ý với Tô Thương, phải giấu đi chuyện mình đang tu luyện thanh minh luyện thể thuật. Thế là... Tiêu Đình cười nói, ông chủ, mắt nhìn của ông tốt thật, trong khoảng thời gian này tôi đột nhiên thông suốt rồi, giờ đã là cảnh giới tông sư rồi. Bản thân Tô Thần Binh bị trọng thương, lại thêm cảnh giới bị biến xấu đi, tất nhiên nhìn không ra thực lực thật sự của Tiêu Đình rồi, nên ông ấy hài lòng gật đầu nói, được lắm, tên nhóc này được lắm, quả nhiên không khiến tôi thất vọng, Quách Hí đâu, sao hai ngày nay không thấy cậu ấy. Quách Hí. Tiêu Đình dừng một chút, cậu ấy cũng rất nghi ngờ, Quách Hí giống như đột nhiên biến mất vậy. Quách Hí rời khỏi Giang Bắc rồi. Lúc này Tô Thương từ tốn nói. Rời khỏi rồi. Tiêu Đình nghe vậy, nhất thời nghi ngờ nói, bây giờ là lúc nhà họ Tô cần người nhất, cậu ấy lúc này rời khỏi Giang. Đại thiếu gia, Quách Hí chẳng lẽ lại rời khỏi nhà họ Tô, làm một kẻ đào ngũ sao? Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có giải thích gì nhiều. Đáng giận, cái tên Quách Hí này, uổng công tôi xem cậu ta là anh em, không nghĩ cậu ta là loại người này. Lúc đại nạn lại tự mình bỏ chạy, đúng là hành vi của một kẻ tiểu nhân mà. Tiêu Đình tức giận nói, qua nhiều năm như vậy, ông chủ đối xử với cậu ấy rất tốt, năm đó còn tự tay cứu cậu ta từ trong đám loạn quân, nhưng cậu ta lại. Đủ rồi. Tô Thần Binh lên tiếng cắt ngang lời, ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi nói, ai ya, để nó đi đi, tôi từ trước đến nay không ép bất kỳ ai ở lại, Tiêu Đình, cậu cũng như vậy, muốn đi cứ đi. Ông chủ, hai mắt Tiêu Đình lập tức đỏ lên nói, đời này của Tiêu Đình tôi, sống là người của nhà họ Tô, chết là ma của nhà họ Tô, đời này tuyệt đối sẽ không rời xa nhà họ Tô. Tốt. Tô Thần Binh nhìn Tiêu Đình, nở một nụ cười, sau đó khép mắt lại, biểu cảm vô cùng thương cảm, dường như vì chuyện Quách Hí rời đi mà đau lòng. Dù sao Quách Hí cũng ở bên cạnh ông ấy nhiều năm, ai mà ngờ. Ngay cả một lời chào cũng không có, nói đi là đi. Tô Thương cũng không giải thích. Ngay sau đó, Tô Thương cùng với Tiêu Đình nâng Tô Thần Binh lên băng ca cứu thương, sau đó lái chiếc xe thương vụ rời khỏi Nghĩa Trang Vĩnh Ninh. Chấm chấm chấm. Giờ này phút này. Nhà họ Đỗ ở Thâm Thành. Trong giới luyện võ, không chỉ có những tông phái sơn môn cường mạnh, mà còn có những thế lực theo dạng gia tộc nữa. Trong giới luyện võ cũng có sức ảnh hưởng to lớn y như vậy. Ví dụ như nhà họ Đỗ ở Thâm Thành. Mấy trăm năm trước, tổ tiên của nhà họ Đỗ, một người một đao, tạo nên uy danh hiển hách, ở thời đại đó, thực lực được xếp vào một trong những người phía trước, bởi vậy đã tạo được chỗ đứng vững chắc cho nhà họ Đỗ trong giới luyện võ. Trong giới luyện võ có 10 đại gia tộc, mà bây giờ thì gia tộc Tây Môn ở núi Côn Luân đứng ở vị trí thứ nhất. Còn nhà họ Đỗ này được xếp thứ 6, thế lực có thể cùng với một tông phái nhất đẳng tranh luận. Lúc này, ở một mật thất nào đó trong trang viên nhà họ Đỗ, một bóng dáng người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo gấm, đang ngồi khoanh chân lại, tay nắm chặt, rõ ràng là ông ta đang tu luyện, chân khí phun trào ra toàn thân. Người đàn ông trung niên này có hốc mắt trũng sâu, giữa trán có một hình xăm pháp lệnh, nhìn qua khiến người ta có cảm giác hung ác. Lăng lệ. Ông ta chính là ông chủ của nhà họ Đỗ bây giờ, Đỗ Minh Viễn, cảnh giới Thiên Tông Hậu Kỳ. Nhưng mà, mặc dù là Thiên Tông Hậu Kỳ là tiêu chuẩn của thế lực nhất đẳng, nhưng không phải tất cả người mạnh nhất của tông phái nhất đẳng đều là Thiên Tông Hậu Kỳ. Giống như nhà họ Đỗ là một gia tộc to lớn như vậy, trụ cột thâm sâu khó lường, mặc dù Đỗ Minh Viễn là ông chủ nhưng chỉ đạt tới Thiên Tông Hậu Kỳ. Nhưng vẫn chưa phải là trụ cột của nhà họ Đỗ. Đây chính là nguyên nhân nhà họ Đỗ có thể tồn tại được mấy trăm năm mà không có ai dám chọc vào. Vào đi. Bỗng nhiên, Đỗ Minh Viễn vẫn đang tu luyện liền phát hiện ra bên ngoài có người, ông ta bèn mở mắt ra, lạnh lùng nói. Tiếp theo đó, có một người đẩy cửa bước vào, cung kính quỳ dưới đất nói, ông chủ. Đỗ Minh Viễn khẽ gật đầu. Sau đó trầm giọng nói, tôi không phải đã nói với cậu rồi sao, đừng làm phiền lúc tôi tu luyện, cho tôi một lý do chính đáng nếu không ra pháp đang chờ cậu đó.
Ông chủ, tôi cũng không muốn làm phiền ông, nhưng Thạch Hiên thiếu gia xảy ra chuyện rồi. Tên thuộc hạ này sợ hãi nói. Hiên Nhi sao? Đỗ Minh Viễn nghe vậy, nhíu mày nói, từ từ nói, Hiên Nhi xảy ra chuyện gì? Đỗ Minh Viễn chính là cậu ruột của Thạch Hiên, quan hệ với Thạch Hiên cũng khá tốt, đương nhiên là quan tâm tới Thạch Hiên rồi. Thạch Hiên thiếu gia, cậu ấy, bị người ta giết chết rồi, đã chết mấy ngày rồi. Tên thuộc hạ trả lời. Cái gì? Đỗ Minh Viễn đứng bật dậy, cả khuôn mặt như bầu trời u ám, trầm giọng nói, chuyện là như thế nào, ai giết nó? Cụ thể sự việc như thế nào thì thuộc hạ không rõ, tin tức là do bên Thái Sơn truyền tới. Tên thuộc hạ này nói tiếp, nhưng mà, hình như có liên quan đến Giang Bắc. Thạch Hiên thiếu gia biết ông thích Thạch Ngọc Yến, sớm đã muốn thay ông trừ khử nhà họ Tô ở Giang Bắc. Đỗ Minh Viễn cố gắng giữ bình tĩnh, nói chuyện này tôi biết, thời gian trước Hiên Nhi đã từng tới nhà họ Tô một lần rồi. Nhà họ Tô này theo như tôi điều tra thì không có trụ cột nào hết, chẳng qua là còn có lão già Tô Kiền Khôn có chút võ công, nhưng cũng không đáng lo sợ. Đỗ Minh Viễn nói tiếp, 5 năm trước, lúc tìm được Ngọc Yến, tôi cũng có mặt ở đó, nhà họ Tô thật sự không có cao thủ, chồng của Ngọc Yến cũng chỉ là đồ bỏ đi ở cảnh giới hóa kình. Nhắc đến Tô Thần Binh, Đỗ Minh Viễn liền nghiến răng, trong mắt tràn đầy thù hận, sau đó lại nói, chuyện của Hiên Nhi là như thế nào, cậu nói cái chết của nó có liên quan đến nhà họ Tô sao? Vâng. Tên thuộc hạ nói, Thạch Hiên thiếu gia lần trước đến nhà họ Tô ở Giang Bắc, kết quả là thất bại tan tác mà quay về, thời gian trước cậu ấy đến nhà họ Đỗ, đã từng nói sẽ đi đến nhà họ Tô ở Giang Bắc lần nữa. Ông chủ, nếu như thuộc hạ không có đoán sai thì Thạch Hiên thiếu gia đã chết ở nhà họ Tô. Hơn nữa, không chỉ có Thạch Hiên thiếu gia mà phu nhân Hồng Cẩm cũng xảy ra chuyện rồi. Tên thuộc hạ này nói. Hồng Cẩm sao? Đỗ Minh Viễn thản nhiên nói, cô em gái này của tôi, thật lực ngang ngửa với tôi, không hề yếu, nó thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hồng Cẩm phu nhân, chết rồi. Chết, chết rồi. Đỗ Minh Viễn giận tím mặt, nhìn chăm chú tên người làm kia, chất vấn nói, cậu nói cái gì, nói lại là một lần nữa xem. Dạ thưa ông chủ, Hồng Cẩm phu nhân chết rồi, tên thuộc hạ này nằm rạp xuống đất, toàn thân đều đang run rẩy. Sao lại có thể được chứ? Đỗ Minh Viễn dò hỏi, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cụ thể thì tôi cũng không rõ, vùng đất tới trời công bố bên ngoài nó là Hồng Cẩm phu nhân đột nhiên mắc bệnh nặng. Đã vô phương cứu chữa, cho nên tối qua đã buông tay rời khỏi nhân gian rồi. Thật sự, chết rồi sao? Biểu cảm của Đỗ Minh Viễn vô cùng phức tạp, trầm giọng nói, đi thông báo cho Sở Phục Thịnh biết, tôi sẽ cùng với ông ta sẽ đi nhìn mặt em gái một lần cuối cùng. Chuyện này, xác của Hồng Cẩm phu nhân đã được thiêu rồi, vùng đất Tết Trời đã ra thông báo không muốn tổ chức lớn cho nên miễn cho nhà họ Đỗ đến lễ tế. Tên thuộc hạ này lại nói tiếp, hơn nữa Sở Phúc Thịnh thiếu gia cũng chết rồi. Chuyện này. Đỗ Minh Viễn nghe vậy nhất thời trầm mặc, trong lòng mơ hồ ngẫm suy đoán, lẩm bẩm nói, xem ra vùng đất Tế Trời đã phát hiện ra mối quan hệ của Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phúc Thịnh rồi, cũng phát hiện ra thân phận thật sự của Hiên Nhi. Được đó, Thạch Hạo Hãn, Thạch Vân Phi, không ngờ các người lại có thể ra tay tàn nhẫn, quyết đoán như vậy. Đỗ Minh Viễn không nghe theo sự phỏng đoán của người làm, ông ta cứ nghĩ rằng vùng đất Tế Trời đã giết chết Thạch Hiên, Đỗ Hồng Cẩm cùng với Sở Phúc Thịnh. Bởi vì ông ta biết mối quan hệ giữa Hồng Cẩm và Sở Phúc Thịnh, ông ta cũng biết Thạch Hiên chính là đứa con riêng của Sở Phúc Thịnh. Theo như ông ta thấy thì ba người này liên tiếp bị chết, chắc hẳn là một thủ đoạn của Sơn chủ núi Thái Sơn. Hơn nữa Đỗ Minh Viễn biết nhà họ Tô không hề có cao thủ nào. Cho nên đó là căn cứ quan trọng để ông ta phủ định suy đoán của người làm kia. Vùng đất Tế Trời, món nợ này nhà họ Đỗ chúng tôi tạm thời sẽ ghi lại, đợi sau một thời gian nữa chắc chắn sẽ bắt người trả lại gấp trăm lần. Đỗ Minh Viễn ánh mắt âm lạnh, gằn giọng nói. Vùng đất tuyết như mặt trời ban trưa, đây chính là lúc thời gian hùng mạnh nhất của nó. Nhà họ Đỗ mặc dù cũng lớn mạnh nhưng phải xem là so với ai mới được.
Nếu như mà so với vùng đất tế trời thì nhà học Đỗ rõ ràng là một thế lực yếu ớt nho nhỏ mà thôi. Đỗ Minh Viễn biết rõ điểm này cho nên mới không dám tự tiện hành động, lại không dám tìm vùng đất tới trời để mà báo thù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.